À, về những cái tháng tư phải không? Thì nói tới tháng tư thì ai cũng nói tới ngày Quốc hận. À, đối với tụi cộng sản Bắc Cộng á thì Bắc Cộng rồi mà Bắc Việt thì đúng hơn, Bắc Việt là tại vì Bắc Bắc Cộng thì không đúng, riêng là tại vì có tụi trong đó có tụi Nam Cộng rồi có tụi mặt trận giải phóng miền Nam nữa, nó đánh chiếm miền Nam phải không? Nó lường gạt dân miền Nam và đánh chiếm miền Nam thì phải nói là như vậy, là tụi cộng sản Việt Cộng thì nói đúng hơn phải không? Cộng sản Việt Cộng đã đánh chiếm miền Nam, và miền Nam Việt Nam là một quốc gia có chủ quyền và đó là thế giới công nhận, thì đã bị tụi cộng sản Việt Cộng đã đánh chiếm miền Nam Việt Nam. Và ngày 30 tháng 4 năm 1975 là một cái mốc lịch sử đã chứng minh được là nước quốc gia Việt Nam Cộng Hòa đã mất vào tay cộng sản Bắc Việt, và trong đó có cộng sản Việt Nam Cộng và Bắc Cộng và mặt trận giải phóng miền Nam, là ngày quốc hận của miền Nam Việt Nam. Đúng rồi. À, thì hiện tại bây giờ thì chúng nó là nói là ăn mừng rồi chuẩn bị những cái ngày ăn mừng, là nó là tụi Việt Cộng mà giờ phút này là đang 43 năm rồi, lúc nào nó cũng tới cái ngày tới tháng tư là nó đã chuẩn bị rồi, treo những cái banners rồi treo những cái khẩu hiệu lên là chào mừng ngày quốc chiến thắng rồi quốc cái gì đó là để ăn mừng phải không? Thì nhưng mà đối với tụi Bắc Cộng á, đối với cộng sản Bắc Việt á thì là nó ăn mừng, nhưng mà đối với dân miền Nam mình á thì là miền Nam mình là những người bị mất nước. Và ngày hôm nay mình thấy có rất là nhiều dân quan, thì nói tới là nhân dân quan á thì từ cái ngày không biết lúc nào là cái danh từ dân quan nó được đưa ra ha, mình cũng không có hiểu nữa. Nhưng mà đối với dân quan á thì coi như là hầu như là người miền Nam của chúng ta đó là sau ngày 30 tháng 4 năm 75 là đã thành dân quan rồi, và đã thành dân quan và dân chết oan nữa, là tại vì sau 30 tháng 4 năm 75 khi mà miền Nam Việt Nam Dương Quang Minh á là tuyên bố đầu hàng á, là nó đã vô nó đập người, nó giết người và nó bắt người đi trại cải tù, tù cải tạo phong, đó nó là danh danh nghĩa là tù cải tạo, nhưng mà thật ra một cái căn tù không có ngày về và không có biết là lý do tại sao bị bắt và tại sao bị bắt vì lý do gì. Nếu không có ngày đó thì đâu có khổ hả? Nhưng mà dân Việt Nam mình á, thì lúc đó thì không có biết đâu, chỉ có những cái người bởi vì mới lòi ra cái là tù nằm dùng đâu này nọ đó. Thì Sài Gòn mà phải không, thì là không có, nếu mà nói về ăn chơi thì Sài Gòn không có thua ai hết thời đó phải không, mà thậm chí thời nay cũng vậy nữa. Bởi vì thời nay mà trong cái thời mà cộng sản mà nó tuyên bố là thời bình mà phải không, là đất nước yên bình, đất nước thanh bình mà không có một cuộc chiến nào hết trơn á, bởi vì những cái quán cà phê karaoke rồi quán nhậu thì nó đầy nghẹt người hết trơn, nhưng mà mỗi ngày thì vẫn có người chết và mỗi ngày đều cũng có những cái bạo bệnh rồi này nó xảy ra trong nước Việt Nam thôi. Số phận Việt Nam quá xui xẻo hả? Xui xẻo thì không có xui xẻo đâu, nhưng mà hả là tự gì á, trong một cái mảnh đất Việt Nam á nó đã rớt vô một cái có một người bạn nào nói cái câu này cũng rất là vui nè, nó rất là hay nè, như là Mỹ á, thả hai trái bom nguyên tử xuống nước Nhật á thì mấy năm 20 năm sau nước Nhật trở thành một cái cường quốc đúng không, còn Việt Nam thả xuống một cái tên đó, Hồ Chí Minh thôi là cả dân tộc Việt Nam, cả nước Việt Nam điêu tàn luôn đó. Mà ngày phút này nó càng ngày nó càng điêu tàn nữa không. Thì có nhiều bạn chẳng hạn như bây giờ mình lấy một cái thí dụ như vậy nha, người Việt Nam mình nó thích đổ thừa và lấy một cái người nào đó ra làm chốt thí. Các bạn biết chốt thí mà phải không, có nghĩa là một cái hội đoàn nào đó, một cái nhóm nào đó hay là một cái tổ chức nào đó mà ăn cắp ăn trộm và đi giết người chẳng hạn như vậy đi, thì nó thấy ra nếu mà phát hiện ra đó thì nó thấy ra một thằng chốt thí, là một con chốt thí là nó bắt ra đại cái thằng giám đốc hay là phó giám đốc hay là một cái thư ký nào đó nói ra là ô thằng này là con này phải không, là vì nó mà thất thoát tiền phải không, bạc tỷ tỷ như vậy phải không, hoặc là mấy trăm cây vàng đồ này nọ phải không, hay là 2.000 mấy cây vàng này nọ của dân, đó là chuyện của trong
ngân hàng chẳng hạn. Bây giờ mình nói một cái ngân hàng, nếu mà các bạn theo dõi những cái video clips mà mình đã từng nói về ngân hàng bị thất thoát tiền của dân, hay là làm bốc hơi tiền của dân, hay là làm lỗi tiền của dân á, mà vàng mà ngoại tệ hoặc là tiền mà tới bạc tỷ trở lên đó thì nó mới thất thoát, phải không? Còn tiền mà mấy trăm ngàn hay là một hai triệu hay là cái gì đó thì nó không có sao đâu. Nhưng mà tới chừng mà nó lên cái con số tỷ, mà số bắt đầu là 5-6 tỷ trở lên đó, thì tự nhiên nó bốc hơi à. Tiền mà nó càng nhiều quá thì nó bốc hơi càng nhanh, không biết tại sao nữa, phải không? Thường thường á mình thấy là những cái chiêu trò này của tụi Việt Cộng á, nó rất là mưu mô xảo quyệt, phải không? Chẳng hạn như là trong một cái ngân hàng mà nó làm thất thoát đó là 1.900 lượng vàng gì đó, thì nếu mà nó bị xì ra hay là bị mất ra đó thì người ta biết được rồi đó, thì nó thảy ra một cái thằng công an, hay là nó thảy ra một cái thằng phó giám đốc nào đó, nói là người này đã làm giấy tờ giả là để thất thoát một cái số lượng vàng lớn như vậy. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại đi, một người không thể nào mà làm được một tờ giấy giả mà lấy được bao nhiêu đó tiền ha. Một người thì không thể nào mà vô ngân hàng mà rinh hết bao nhiêu vàng đó, hay là rinh hết bao nhiêu tiền nó đi ra mà không ai thấy. Mà trong khi đó một cái hệ thống ngân hàng nó có một cái tổ chức đàng hoàng, và cái tổ chức này nó đi ra như thế nào và cái đường tiền này nó chuyển như thế nào ha, thì không thể nào mà đổ thừa cho một cá nhân nào hết. Chẳng, đó là một cái thí dụ. Còn cái thí dụ thứ hai như thế này: Hồ Chí Minh nói đổ thừa là vì thằng Hồ Chí Minh, phải không, giờ rớt xuống nước Việt Nam thì làm cho đất nước Việt Nam điêu tàn. Cái đó đúng, cái đó mọi người nói cái câu đó cũng có lý. Nhưng mà một mình thằng Hồ Chí Minh không thể nào chiếm toàn bộ nước Việt Nam, một mình thằng Hồ Chí Minh, phải đúng không? Không thể nào chiếm một toàn bộ nước Việt Nam nếu mà đã không có sự tiếp tay của ai, của như là Lê Dẫn, Lê Đức Anh, Trường Chinh, rồi Đỗ Mười, rồi Võ Nguyên Giáp, rồi Phạm Văn Đồng, vân vân và vân vân, có nhiều cái nhân vật như vậy. Và một mình thằng Hồ Chí Minh không thể nào mà giết một mấy trăm ngàn người, hơn 200.000 người trong cuộc cải cách ruộng đất ở ngoài miền Bắc. Không thể nào. Một mình nó mà nó cầm cây, nó cầm cuốc hay là nó đào lỗ nó chôn người được hết trơn á, nó không có thể nào như vậy. Thành ra mọi người á, ngày hôm nay có một nhóm người giống như là bị tụi Việt Cộng ấy, phải không? Tụi Việt Cộng mà nói gọi là bộ nội nội bộ trong tụi Việt Cộng đưa tin ra cho mọi người nói, thì cái ngu xuẩn nhất là của những cái người ở hải ngoại, nói tóm lại là những cái người ở hải ngoại đó là những cái người mà cho là ta đây đó, phải không, là hay rồi giỏi rồi thông minh rồi nhìn nhận sự việc đó, phải không? Thì đúng, sự thật là như vậy, là nếu mà không có nhờ internet, không có nhờ Facebook, không có nhờ YouTube, không có nhờ là Google Search, rồi không có nhờ những thứ này đó, thì thật ra nước Việt Nam mình á, ngày hôm nay thằng giặc nó chiếm đi và nước Việt Nam bị dâng đi cho thằng Tàu Cộng á, thì người Việt Nam mình cũng không biết, mà thậm chí ở hải ngoại cũng không biết luôn. Có nghĩa là ngày phút này nếu mà các bạn ngồi xuống và suy nghĩ là coi, nếu mà không có nhờ những cái kỹ thuật mà về khoa học, rồi về internet, rồi về những cái thứ này đó, thì nước Việt Nam bị chiếm trong một cách thầm lặng, bị dâng một cách thầm lặng mà không ai biết. Rồi ngày hôm nay có những cái nhóm nhóm người đưa tin tức, rồi nói tin tức, rồi làm những cái livestream rất là nổi tiếng, phải không? Nhưng mà đang bị ngu ngơ, đang bị tụi Việt Cộng dẫn đường, rồi nó xây vòng vòng luôn, không biết. Nó cũng đem ra một cái con chó thí nữa để nó đưa tin cho những cái người này nói chuyện. Mình đã nói một câu này và ngày hôm nay vẫn lặp lại là ngu dốt cộng nhiệt tình ra phá hoại. Thì ngày hôm nay á, tụi Việt Cộng nó đang xây vòng vòng cái nhóm này, nó đang xây vòng vòng và dẫn người dân đi vòng vòng. Một người đó thì cứ lên hô hào là hả, mọi người phải lên hô hào phải diệt thằng Trung Cộng, toàn dân phải đứng lên diệt thằng Trung Cộng, mà trong khi đó thằng Việt Cộng đang đập dân tơi tả hết trơn, đang bán dần đất nước Việt Nam, đang hả dân đất nước Việt Nam cho cái thằng Trung Cộng đó, mà không ai đi diệt cái thằng bán hết trơn, không ai đi diệt cái thằng ấy. Nhưng mà bây giờ người ta nói quá rồi, phải không? Bây giờ bị người ta những cái chiêu trò này bị lên trận hết rồi á, thì bây giờ nó đẩy ra một con chốt thí, nó đưa cho những cái người này nữa, hiểu không? Nó đưa cho những cái người này nữa, thì bây giờ hô hào lên là những cái tội lỗi nào tại trong nước Việt Nam ngày hôm nay nó ký những cái văn kiện rồi nó đưa đất nước Việt Nam hả là hả đi vào con đường cùng, nó là người Mahanam, nó là thằng Trung Cộng, là Nguyễn Phú Trọng, tất
cả tội lỗi đổ lên thằng già Nguyễn Phú Trọng, vì nó bậy gần 70 tuổi rồi, nó đã hơn 70 tuổi rồi thì lúc nào nó cũng có thể chết được hết trơn đó. Nó bị stroke chết nè, nó bị hả đi ra ngoài đường hả tự nhiên hả lăn đùng ra chết nè. Nếu mà nó chết rồi cũng như Hồ Chí Minh chết rồi vậy đó. Hồ Chí Minh mà chết rồi thì đất nước Việt Nam vẫn còn đang bị đày ải mà, vẫn cái tên nó cũng vẫn là tội đồ, và cái tội đồ cái đám lâu la của nó ngoài sau này vẫn đang dâng đất nước Việt Nam cho thằng Tàu Cộng kìa, vẫn đang bán dâng đất nước Việt Nam trong trong tay hả thằng Tàu Cộng kìa. Thì ngày hôm nay một cái nhóm quỷ quái lâu la khác nó lại dẫn dắt một cái nhóm người làm livestream nổi tiếng ha, rất là nổi tiếng, đưa cái tin đổ thừa hết mọi tội lỗi cho một thằng già Nguyễn Phú Trọng. Các bạn cứ nghĩ đi, một thằng già Nguyễn Phú Trọng nó có thể viết ra 15 cái văn kiện, rồi sau đó nó viết thêm mười mấy cái văn kiện nữa để mà nó đã ký với thằng Trung Cộng là bán chủ quyền của Việt Nam hay không? Có phải là làm như vậy là nó một mình nó có thể làm được hay không? Nếu mà nó không có một cái đám lâu la ngoài đó, một cái bộ chính trị của Cộng sản Việt Cộng, một cái bộ chính trị như vậy cùng đồng lòng dân đất nước Việt Nam, và thằng Nguyễn Phú Trọng làm cái thằng coi thằng nổi đứng ra đi qua bên Trung Cộng đưa những cái hiệp định này, đưa những cái văn kiện này để ký với thằng Trung Cộng là để giữ đảng còn mình. Vậy mà ngày hôm nay một cái băng lâu la quỷ quái đã bị cái thằng Việt Cộng nó đưa tin ra, và nói nào là tin trong quốc trong bộ quốc phòng, nào là tin của bộ tổ bộ công an đưa ra, tin là hả trong nội bộ đưa ra bla bla bla. Nhưng mà không biết cái đó bị dẫn dắt là bây giờ xảy ra một con chốt thí. Bây giờ cái con chốt thí này nó có chết đi nữa thì cái một cái hả một cái bộ chính trị của nó có hơn 4.000 đảng viên, 5.000 đảng viên. Bộ một không hả để cho một thằng già đi, nó để ngồi yên nó ngủ hết hả, hay nó chết hết, nó để cho một thằng già đi ký văn kiện để bán đất nước hay sao? Thì phải có một cái bộ chính trị của nó, một cái bộ chính trị này nó đã đồng tình và nó hả hợp quá rồi, nó làm đủ mọi cách rồi, nó đại diện mà một mình nó đi nó cũng không thể đi, nó đi một lần là một đoàn, nó đi một lần là nó kéo một đoàn lâu la nó theo, nó bay qua bên đó để nó ký cái văn kiện đó, thì không thể nào mà đổ thừa cho một thằng già Nguyễn Phú Trọng được ha. Hãy tỉnh đi, những cái người nào cho mình là nổi tiếng đó, cho mình là hay đó, cho mình là hả là một người đó hả rất là tài tình đó, là liên lạc được nội bộ này nọ hết trơn, để đưa lấy những cái tin tức đó là tin tức thật đồ này nọ, thì dĩ nhiên là thật rồi. Thằng Nguyễn Phú Trọng là thằng trong một những cái thằng đầu đàn của Cộng sản ngày hôm nay, của Cộng sản Việt Cộng ngày hôm nay mà, thì dĩ nhiên là cái tin đó là thật rồi đó, không thể nào là giả được. Nhưng mà nếu mà để mà đổ thừa nguyên một cái dân tộc Việt Nam, đổ thừa cho một cái dân tộc Việt Nam ngày hôm nay bị mất vào tay Trung Cộng đó, thì không thể nào mà đổ thừa cho một thằng Nguyễn Phú Trọng để mà những người khác chạy tội ha. Muốn làm một cái nghị quyết 36 được hoàn chỉnh hơn thì hãy lập luận nó khá hơn một chút xíu. Đây là nghị quyết 36 muốn xóa hết, chẳng hạn bây giờ nó đổ thừa như vậy đi, nó đổ hết tất cả tội lỗi cho thằng Nguyễn Phú Trọng đi. Nguyễn Phú Trọng cũng chịu đó, tao 70 tuổi hơn rồi, tao chết, vợ chồng hả nguyên gia đình tao đem hết tài sản, bán hết nguyên cả đất nước Việt Nam, giờ tao chết, đổ thừa nó chết rồi, thằng đó chết rồi, đất nước Việt Nam vẫn vào tay của thằng Trung Cộng mà thôi. Muốn làm nghị quyết 36 là phải chọn ra một cái thằng nào đó làm chốt thí, rồi sau đó cái thằng này chết đi thì mọi người đều nói ô nó chết rồi, nó là người bán dân tộc, những người kia không bán à, mấy ngàn đảng viên không bán à, nguyên một cái bộ chính trị nó không bán nước Việt Nam à, nguyên một cái quân đội của nó không bắt tay với thằng giặc à, hải quân Việt Nam, quân đội Việt Nam hả đồ này nó không bắt tay với thằng giặc hả, bao nhiêu tướng tá Việt Cộng bắt tay với thằng giặc hết á, bộ nó không bán nước hay sao? Bây giờ lôi một thằng già Nguyễn Phú Trọng ra cái đổ hết tội lỗi cho nó là có nghĩa là hả, khi mà thằng già Nguyễn Phú Trọng mà lỡ nó có chết như thằng Hồ Chí Minh á thì có nghĩa là hả toàn dân Việt Nam, nhất là miền Nam Việt Nam đều quên đi kẻ bán nước hay sao, là quên đi là phải hả là hòa hợp hòa giải với lại cái bọn Việt Cộng hay sao? Có nghĩa là tại vì nguyên cái bộ chính trị đó không ai bán nước ngoại trừ Nguyễn Phú Trọng, và Nguyễn Phú Trọng có chết đi nữa, vậy là có nghĩa là nguyên một cái bộ chính trị nó không ai có tội hết trơn á, với đất nước với nhân dân hết đó.
Nguyên một cái bộ chính trị đó là người vô tội hết, bởi vì nó không ai ký văn kiện bằng nước ngoài Nguyễn Phú Trọng hết trơn á. Thành ra bây giờ hả, là ai cũng biết là Nguyễn Phú Trọng ký những cái văn kiện bán nước dân chủ quyền nước Việt Nam cho thằng Trung Cộng hết trơn. Thôi bây giờ hả, đổ thừa hết cho thằng Nguyễn Phú Trọng đi. Quề. Nói chuyện ngu thế ớn luôn vậy đó. Vậy mà có người nghe, có người lên hô hào dữ dội lắm, làm livestream luôn mấy tiếng đồng hồ chỉ có một cái chủ đề đó thôi. Các bạn có thấy không, bị dẫn dắt đưa vào cái nghị quyết 36. Không thể Việt Cộng nha, Việt Cộng đối với dân miền Nam, đặc biệt đối với dân miền Nam, Việt Cộng không bao giờ có thể hòa giải hòa hợp được. Việt Cộng mà mình nói dân miền Nam nha, mà mình nói ý mình nói là dân miền Nam, là quốc gia Việt Nam Cộng hòa, con dân quốc gia Việt Nam Cộng hòa đó, là đặc biệt là dân miền Nam đó, không thể nào thương thiết với cộng sản và không thể nào hòa hợp với cộng sản được. Nó giết bao nhiêu người vô tội, mấy bữa nay mình coi những cái hình ảnh, những cái hình ảnh mà những người lính Việt Nam Cộng hòa đó bị đối đãi như thế nào, và sau ngày 30 tháng 4 bị vô những cái trại tù cải tạo như thế nào ha. Và hả, họ đã làm như thế nào để đối xử với những cái người lính Việt Nam Cộng hòa, là những cái người mà hả yêu đất nước đó, bảo vệ chủ quyền đất nước đó. Thì Việt Cộng không thể nào thương thiết, không thể nào hòa hợp hòa giải với miền Nam Việt Nam, với con dân miền Nam Việt Nam được. Và ngày hôm nay đó, có những cái người làm livestream nổi tiếng ở cho bây giờ trên Facebook, không ai nổi tiếng bằng hai nhân vật đó, hai nhân vật rất là đặc biệt đúng không, không có thể nào mà hả, họ nhiều lúc họ không cố tình, mình phải nói là như vậy, họ không cố tình để mà đưa ra những cái đường đi này, nhưng mà họ đang bị qua họ quá nổi tiếng rồi phải không, lấy được lòng dân, là lấy được lòng dân, thành ra hả là họ đang bị dẫn dắt, họ đang bị tụi Việt Cộng dẫn dắt, bị trên livestream của họ đa số tụi cái những cái người mà lên trên làm livestream chung với những cái người khách mời á, 80% là đã là Việt Cộng rồi. Thành ra lên mà đưa cái mặt ra mà để mà livestream mà chửi đồ hả, là hả chửi mà đi chống Tàu phải không, thằng Tàu là thằng ác nhất, Việt Cộng không có ác, Việt Cộng không ác bằng nha, Việt Cộng không ác bằng, mà Việt Cộng á hả là ít ra nó cũng là người Việt ha, nó không ác bằng đâu, phải đi diệt cái thằng á Trung Cộng đó. Thì hai cái nhân vật này rất là nổi tiếng, nhưng mà một trong những nhân vật đó rất là đặc biệt đúng không, các bạn cứ cứ coi thử đi rồi sẽ nhận ra được. Và hiện tại giờ hai nhân vật này đang đẩy người Việt Nam đổi hết, kêu người Việt Nam đổ hết tội lỗi cho thằng già Nguyễn Phú Trọng. Thì nói tới 30 tháng 4 á, thì nhắc tới những cái người lính Việt Nam Cộng hòa, những cái người mà đã hy sinh cho đất nước, những cái người nằm xuống, những cái người bị tù đầy trong trại cải tạo, thì mình tặng cho các bạn nghe cái bản nhạc Chiến sĩ vô danh. Thời gian luôn vô tình, dừng chậm phai sắt.
xây thành, thời gian luôn vô tình, từng chậm phai sắc, thấp thoáng tàn canh, ơi chiến sĩ. Bài hát vừa rồi là bản nhạc Chiến sĩ vô danh của Việt Nam Cộng Hòa, phải không? Rất là hay. Thì hiện tại bây giờ nha, mình đã cảnh cáo với các bạn nhiều lần rồi ha. Những người nào đang dẫn dắt người dân của mình đi vòng vòng và không nhắm vô cái mục đích là tiêu diệt ai và tại sao phải tiêu diệt họ, mà chỉ cứ đi vòng vòng và làm con chốt thí, giống như là bia đỡ đạn á, cho Đảng Cộng sản Việt Nam, thay chết thế cho Đảng Cộng sản Việt Nam ha. Thì các bạn phải cẩn thận điều này, mình đã nhắc nhở rất là nhiều lần là hai nhân vật này đang rất là nổi tiếng, và một trong những nhân vật đó là từng kêu gọi là không trả thù Việt Cộng, không nên trả thù Việt Cộng ha. Nhân vật này mình đã nói đặc biệt một cái livestream riêng rồi. Nhân vật này nó đã ngu dốt, cộng nhiệt tình ra phá hoại. Cộng thêm nữa ngày hôm nay kêu cũng là những nhân vật này nữa. Kêu gọi người dân không nên chống Việt Cộng là tại vì Việt Cộng không có đủ ác, chỉ có thằng Trung Cộng đủ ác thôi, kêu dân chỉ đánh Trung Cộng thôi. Và hiện tại bây giờ đó là đang dẫn dắt dân như vậy, cái bất cứ cái gì đó đều che tội lỗi hết cho Đảng Cộng sản Việt Nam. Hai nhân vật này đang che hết tội lỗi cho Đảng Cộng sản Việt Nam và đang thí ra một con chốt thí. Họ không cố tình, có mình phải nói là như thế này, họ không cố tình, có thể họ không cố tình vì họ ở nước ngoài mà, thì họ không thể nào nắm bắt được cái tình hình mà trong nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong cái nội bộ và đảng chính trị được. Thì không có thể nào mà họ biết được hết mọi chuyện. Họ nói lên những cái gì mà họ cho là họ tin tưởng, chơi với Cộng sản là con dao hai lưỡi nha. Cộng sản nha, một mặt nó là con dao hai lưỡi, đó là lý do tại sao ngày hôm nay miền Nam Việt Nam vẫn còn đang lọt vào tay của Cộng sản ha, vẫn còn lọt vào tay của tụi bị Việt Cộng. Khi mà cái hiệp định Paris đã được ký kết là ngưng bắn và hả là không có chia đôi đất nước rồi đó, nhưng mà nó vẫn xé hiệp định Paris đó thôi, nó vẫn xé cái hiệp định Paris mà lấn chiếm qua cái vị trí 17 và chiếm vô tới miền Nam và đánh hả là cướp được miền Nam luôn. Chỉ có người miền Nam là bị mất nước, mất nhà, mất dân tộc mà thôi, còn cái người Bắc Việt không có bị gì hết. Họ không bị gì hết, là họ là những người đi cướp miền Nam Việt Nam. Thì không thể nào, đúng rồi đó, cái nhân vật Tân Thái đó, người miền Nam là những người bị mất nước, mất nhà, mất cửa và bị chết sau cuộc chiến tranh rất là nhiều. Đã nói là chiến tranh người ta đã buông súng rồi thì không thể nào mà tiếp tục mà giết người ta được, mà trả thù người ta được, là tự nhiên trong cái hiệp định ký ngưng bắn. Nhưng mà con dân Việt Nam vẫn bị, và những người lính Việt Nam Cộng Hòa vẫn bị đem vô trại tù cải tạo và họ giết lần giết mòn những cái người này ở trong đó. Có rất là nhiều người bị chết trong những cái trại tù cải tạo. Mình có những cái bài viết rất là hay nói về cái đề tài này, nhưng mà nó rất là dài, thành ra hả là mình lựa một cái thời gian nào đó mình sẽ đọc. Nhưng mà hôm nay mình sẽ đọc cho các bạn nghe một cái bài nhắn này mình lấy được ở trên cái trang là miền Nam Việt Nam. Không có nhớ là người nào viết bị, mà khi mà lấy nhiều ra như vậy mình copy mình paste thôi thì nó không có nhớ là cái bài này do người nào post lên ha. Trận cửa Việt trước giờ ngưng bắn. Giờ ngưng bắn ở đây là giờ giấc đã được ấn định trong hiệp định Paris đã được ký kết giữa các bên tham chiến trong chiến tranh Việt Nam năm 1973. Giờ ngưng bắn được ấn định là 8 giờ sáng ngày 28 tháng 1 năm 1973. Cộng quân thảm bại nặng nề sau khi quân lực Việt Nam Cộng hòa tái chiếm lại Quảng Trị vào tháng 9 năm 1972. Bắt buộc phải ngồi vào bàn hội nghị cho dù trong thâm tâm chúng nó chưa bao giờ từ bỏ mộng thôn tính miền Nam bằng vũ lực, bất chấp thiệt hại nhân mạng và mang nợ chiến tranh. Cửa Việt là một căn cứ hải quân của Việt Nam Cộng Hòa, nằm giữa Quảng Trị và thị trấn Đông Hà, ngay cuối dòng Hiếu Giang chảy từ Đông Hà ra Biển Đông. Nơi đây là nơi nhận tiếp tế đạn dược, lương thực cho miền Hỏa Tiến, do các trang đàn hải quân Việt Nam Cộng Hòa đảm nhiệm.
Cộng quân đã chiếm giữ căn cứ này từ sau cuộc di tản chiến thuật của sư đoàn 3 bộ binh cho tới ngày đó. Năm xưa, ngày 24 tháng 1, sau những trận đánh thăm dò lực lượng địch của tiểu đoàn 2 Châu Điên, thủy quân lục chiến, lực lượng Tango được thành lập gồm 2 tiểu đoàn, thủy quân lục chiến 2 và 4, và tăng cường thêm 3 đại đội của trung đoàn 9 và 1, đại đội của trung đoàn 5 và thủy quân lục chiến, 3 tiểu đoàn pháo binh, thủy quân lục chiến và thiết đoàn 20 chiến xa cũng nằm trong lực lượng Tango này. Kết hợp chiến thuật nhị thức, chiến xa vào bộ binh, lực lượng Tango bất thình lình tấn công cửa Việt ngày 27 tháng 1 năm 1973. Sau khi hàng loạt đạn pháo binh dọn trận địa chụp xuống, đoàn người chiến xa M48, M41 gầm rú hết ga băng qua các đồi cát tiến về Việt. Thủy quân lục chiến theo sau hoặc đánh bọc hậu cùng với những hướng khác. Có thể nói là trong chiến tranh Việt Nam, đây là lần đầu tiên thủy quân, quân lực Việt Nam Cộng Hòa sử dụng chiến thuật biển người thần tốc, thương binh vũ khí tịch thu, được lệnh bỏ lại phía sau, có người thu lượm, giặc cộng bất ngờ, nằm chết dí tại trận hoặc bung hầm trại. Đúng 7 giờ 58 phút ngày 28 tháng 1 năm 1973, lực lượng Tango đã hoàn toàn chiếm lại cửa Việt. Thiệt hại cho quân ta không đáng kể, cho dù máu xương nào đổ xuống cũng đau thương. Nhưng theo binh pháp thì đây là một cái giá tương đối để chiếm lại một cứ điểm đã bị địch quân chiếm đoạt từ lâu. Và sau chiến thắng này cũng là bắt đầu của một bi thương. Bi thương bi thảm này bị tạo nên bởi một nền hòa bình giả tạo, bởi cái lòng tin ngây thơ nhân bản của người miền Nam, của bọn ma đầu chính trị, của những kẻ ngồi trong phòng lạnh để ra những quyết định vô lý. Giờ ngưng bắn đã điểm, sau những cái gọi là giây phút mừng vui vì đây đã hết chiến tranh, hai quân sĩ hai bên mời nhau điếu thuốc, ly cà phê, là những nhát dao đâm lụi thình thịch trong đêm tối của cộng quân với những người mà chúng nó vừa gọi là anh em. Những người lính ngây thơ này chết không nhắm mắt, chết với niềm mơ ước anh trở về quê tìm lại ngày xưa đã mất bao năm. Làm những màn lịch lạc không rõ ràng của các cấp chỉ huy, là những mưu đồ lợi dụng ngưng bắn để tái phối trí lại lực lượng, và những cuộc chuyển quân ầm ầm trước sự làm ngơ của cái gọi là quỹ ban đình chiến, đa phần là bọn thuộc khối cộng, bọn Mỹ, thì chỉ nhắm đến mục tiêu duy nhất lấy lại tù binh và rút lui trong danh dự. Mặc kệ đồng minh, lũ khốn nạn chỉ có những người lính giải dầu xương gió, run cầm cập dưới cái lạnh của miền Trung do mưa và gió lạnh từ xứ Lào thổi về, là nạn nhân thực thu của nền hòa bình giả tạo này. Sau 25 giờ nằm chịu trận, bị trói tay và cái hiệp định quái gở này, trong khi bọn cộng quân tăng cường lực lượng, bày binh bố trận quyết chiếm lại cửa Việt, những cấp chỉ huy tại trận tiền quyết định lui quân. Chi đoàn trưởng 120 chiến xa nói với tiểu đoàn phó Kình Ngư, thủy quân lục chiến, anh cứ lưu quân, bảo toàn lực lượng, tôi mở cửa máu, ra tòa án dân sự, tôi chịu trách nhiệm, ôi cao quý thay tình chiến hữu. Hòa bình giả tạo, niềm tin vào một ngày mà non nước chung một màu cờ, vỡ tan tành, những vũ máu tràn trên những đồi cát trắng, tô đậm thêm máu lửa chiến tranh, làm đậm thêm hận thù giữa hai miền Nam Bắc. Màu tím hoa sim của những rừng sim bây giờ nhuộm thêm màu máu. Tất cả khổ nạn điêu linh tăng tốc này bắt đầu bằng chính cái tham vọng nhuộm đỏ miền Nam của Hồ Chí Minh, Lê Dũng, Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Lê Đức Thọ và những kẻ tội đồ của dân tộc. Thì đó là một cái bài viết ngắn của một cái người bạn ở trên cái page miền Nam Việt Nam đó, thì mình thấy rất là hay, rất là đúng, và mình muốn chia sẻ cùng các anh chị em. Thì đó là ngày hôm nay thì chúng ta nên phải nhắc lại một điều là một cái tên tội đồ Nguyễn Phú Trọng thì không làm được những cái gì ha, nếu mà không có sự tiếp tay của một bộ chính trị, trong đó có Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Thị Kim Ngân, Trần Đại Quang và những tướng tá cộng sản, những tướng tá Việt Cộng, và một cái bộ quân đội, bộ quốc phòng, toàn bộ những cái này
thì không thể nào đổ thừa cho một cái tên già có thể hả nghênh ngang đi ký những cái văn kiện bán đất nước Việt Nam hả? Và ngày hôm nay mình thấy rất là chướng tai đó, là hả có những cái nhân vật hình như là họ muốn hòa hợp hòa giải, hay là họ vô tình hay là họ cố ý mình không biết, nhưng mà họ đang dẫn dắt người Việt Nam trong một cái cơn hừng hực, biết được á, là nước Việt Nam trong cái cơn nguy hiểm là mất nước, một cái cơn là diệt vong đang sắp tới, đang ập trên đầu dân tộc Việt Nam. Nhưng mà hả họ vẫn tiếp tục dẫn dắt người dân đi như vậy, đi dẫn đi một cách vòng vòng như vậy, và được cảnh cáo rất là nhiều lần rồi, nhưng mà họ vẫn tiếp tục làm. Một là họ cố tình làm, hai là họ vô tình làm, và họ không có biết cái điều mà họ đang nói hoặc là họ đang làm nó sẽ ảnh hưởng như thế nào. Là tại vì người Việt Nam ngày hôm nay ở trong nước, các bạn thấy có bao nhiêu cái livestreamer, có bao nhiêu người livestreamer, nhưng mà có giá trị được bao nhiêu? Những cái tin tức họ đưa ra, những cái bài mà họ nói chuyện có giá trị bao nhiêu? Không ai biết hết, không ai thấy hết, bởi vì nó không có đi tới đâu hết. Thì họ tin tưởng vào những cái người hải ngoại, những cái người mà dám nói lên, thẳng thắn dám nói lên sự thật và đưa cái sự thật ra ánh sáng, thì họ rất cái tin tưởng điều đó. Họ đang tìm cái con đường đó để có họ bị, là họ đang bị nhồi sọ đã rất là lâu rồi, và họ đang trong cái tình trạng là sợ, sợ Việt Cộng, sợ giết chết, sợ đổ máu. Và nhưng tuy rằng họ là có những cái tinh thần nhiệt huyết đó, thì họ đang có những cái tinh thần thần nhiệt huyết đó, nhưng mà lại bị một cái nhóm người ở hải ngoại, những cái nhóm người ở hải ngoại đã bị tụi Việt Cộng dẫn dắt rồi, mà họ không biết, hay là họ đã vô tình không biết, đang bị dẫn dắt mà đi vòng vòng như vậy. Và họ đưa những cái tin, nào là tin nội bộ, rồi nào là tin trong bộ chính trị ra đây nọ, là đổ thừa hết tất cả tội lỗi này cho một nhân vật thôi, là Nguyễn Phú Trọng. Vậy bây giờ Nguyễn Phú Trọng chết, già chết, không ai làm gì nó, tự nhiên nó giả lăn đùng ra nó chết. Vậy là toàn bộ cái bộ chính trị, toàn bộ cái đảng Cộng sản Việt Nam, toàn bộ cái bộ Việt Cộng này đều vô tội hết hay sao? Là tại vì có một mình một nhân vật bán nước thôi. Vậy nói tới Hồ Chí Minh đi, vậy một mình Hồ Chí Minh chết rồi đó, đất nước Việt Nam vẫn là đất nước Cộng sản. Quyết một cái bộ chính trị nó càng ngày càng mưu mô hơn, ác độc hơn, và giết dân nhiều hơn, và bán đứng dân tộc Việt Nam ngày hôm nay hơn. Vậy các bạn nghĩ làm sao mà ngồi đó mà chỉ đổ thừa vô một nhân vật là Nguyễn Phú Trọng thôi? Ngày đất nước Việt Nam ngày hôm nay, nói cho các bạn ở trong quốc nội biết, các bạn bị bệnh, chính các bạn là người uống thuốc. Các bạn đói, chính các bạn phải tự đi nấu đồ ăn. Không ai ăn giùm bạn, mà cũng không ai uống thuốc giùm bạn, mà cũng không có ai đau thương giùm bạn ha. Chính các bạn bị bệnh thì phải tự chữa vết thương của mình bằng cách là nhận thức, bằng cách là phải tìm hiểu như thế nào và phải làm cách nào tất cả dân ở trong nước Việt Nam, và đặc biệt là ở miền Nam Việt Nam, không có thể nào khuất phục như vậy được nữa. Và không có để một cái nhân vật nào đó cho là họ là nổi tiếng nha. Mặc dù là cái tấm lòng của họ rất là nhiệt huyết đó, nhưng mà họ khi đi, họ đi cái đường sai, nó sẽ dẫn dắt một cái dân tộc đi sai theo. Và xin các bạn hãy nhìn nhận cho thật đúng, đừng có mà ngồi mà hả ai vua, hay là hả làm một cái hả đi theo một cái gì đó bị người ta nghe nhiều quá, hay là hả cái con số share nó lên quá nhiều, hay là cái con số mà hả like nhiều quá thì các bạn đi theo nha. Một cái người, một cái nhân vật nào đó làm sai và cái người đó được mọi người mà hưởng ứng là một dân tộc đi chết theo, đã thấy rồi đó. Một nhân vật Hồ Chí Minh thôi, một nhân vật Hồ Chí Minh thôi là đã đẩy cái dân tộc này nó đi sai rồi. Nó chiếm từ miền Bắc, nó chiếm vô tới miền Nam. Và ngày hôm nay nước Việt Nam còn một cơ hội cuối cùng thôi, một cơ hội cuối cùng thôi. Mà các bạn vẫn để cho mình bị dẫn dắt đi một cái con đường lòng vòng như vậy nữa, Việt Nam không còn thời gian đâu. Các bạn bị bệnh thì các bạn phải tự chữa vết thương cho mình, các bạn phải tự uống thuốc, không ai uống giùm bạn, và cũng ai không ai
chữa dùm cho bạn hết. Các bạn đói thì các bạn ăn, chứ người khác ăn dùm cho bạn thì các bạn có no hay không? Các bạn muốn nhìn nhận sự thật thì phải hãy tự đi tìm sự thật. Và những cái người nào mà lên nói những cái hả họ đang tìm tòi sự thật đó, thì làm ơn, đã ở nước ngoài rồi thì không thể nào mà đã nói là hả sống với thời Việt Nam Cộng Hòa rồi và sống trong miền Nam Việt Nam rồi, thì làm ơn nói những cái gì cho người miền Nam, nói những vinh danh những cái gì cho người miền Nam thật sự, chứ đừng có đi vòng vòng. Còn tuyên bố một câu nữa, thằng nào mà nói bạo động tao lóc, thằng nào mà nói hả đánh Việt Cộng hả chống Việt Cộng tao report, nó ghê vậy chứ, khủng khiếp luôn, ghê chưa, binh Việt Cộng tới mức độ đó đó. Thì các bạn nghĩ là người họ là ai? Mình không bao giờ mà muốn nghi ngờ bất cứ người nào, nhưng mà chính người dân ở quốc nội các bạn phải tự suy nghĩ nha. Không thể nào mà nguyên một cái đất nước Việt Nam mà do một cái thằng đi bán nước được. Em là người miền Nam Việt Nam nè, nhưng em thấy mong manh quá hả, người dân Việt Nam vô cảm quá nhiều. Thì đúng rồi, vô cảm thì rất là nhiều rồi đó. Người miền Nam, bất cứ người nào trên lãnh thổ Việt Nam ngày hôm nay cũng là vô cảm hết trơn á. Vậy thì có nghĩa là cái cơn bệnh này nó càng ngày nó càng lở lét ra thêm, vì không ai chữa hết. Mà họ chữa đó, họ chữa cái lớp ngoài không à, nhưng mà còn cái lớp trong nó đang lở lét ở lớp trong kìa. Ung thư thường thường nó ung thư từ bên trong, nó ung thư từ bên ngoài. Ung thư là từ bên trong nó đi ra, nhưng mà hả người ta cứ lo hả chữa cái vết thương ở ngoài không à, là tự vì thấy cái vết thương ở ngoài không đáng kể thì họ lo họ đi vòng vòng như vậy đó, không có tự chữa vết thương của mình. Thì đừng có trách ai hết trơn á. Nếu mà đất nước Việt Nam con cái các bạn bị làm nô lệ, bị bắt cóc làm nội tạng, nói tới bắt cóc thì mình phải nhắc tới một cái câu như thế này. Hiện tại bây giờ trong mỗi năm ha, ngày 30 tháng 4, trong cái tháng 30 tháng 4 đó và 2 tháng 9, thì hai cái ngày này của năm là Việt Cộng và Trung Cộng hay ân xá những cái tù nhân xã hội, chẳng hạn như xì ke, hút chích, mại dâm đồ này nọ đã bị bắt. Thì những hai cái ngày này của năm nó sẽ thả những cái tù nhân này ra. Và hiện tại bây giờ đó là cái tệ nạn bắt cóc trẻ em đang hoành hành tại trong Việt Nam nha. Xin những bậc cha mẹ hãy chú ý tới điều này. Là tại vì á, chẳng hạn như bây giờ một người mẹ hay là một người cha chở đứa con của mình, cái tuổi khoảng chừng 6-7 tuổi là được ngồi ngoài sau rồi, phải không? Thì con của mình nó chỉ ôm mình ngoài sau thôi. Thì á, những cái kẻ bắt cóc có thể chụp con mình từ ngoài sau. Và nên nhớ cửa khẩu Việt Nam đang mở toang để cho thằng giặc Trung Cộng chạy vô bất cứ lúc nào. Và nó chạy trên lãnh thổ Việt Nam, nếu mà nó vô được 180 km thì nó có thể đi hết nước Việt Nam ha. Nó không ai cản nó được và không ai kiểm soát được. Cái điều đó là sự thật, là chắc chắn là như vậy. Bởi vì á, không ai kiểm soát được hết trơn. Vậy thì nó vô nó bắt một người nào, nó chở đi ra khỏi nước Việt Nam, có ai kiểm soát được hay không? Mà ngày hôm nay chính các bạn không lo cho chính gia đình của các bạn và căn nhà của các bạn thì không ai lo cho các bạn đâu. Không ai đi làm về mà để đưa tiền cho các bạn ăn hết. Không ai bạn bị bệnh, không ai uống thuốc giùm cho bạn để cho bạn hết bệnh ha. Bạn bị đói không ai ăn giùm cho bạn để bạn no đâu. Các bạn phải tự mà đứng lên đi, mà đứng lên bằng cách nào có rất ở trong nước Việt Nam phải nói là như vậy. Nếu mà có một cái lý do nào đó để người dân đứng lên phản đối hay là làm bất cứ cái gì, nó có triệu lý do lận. Học sinh, sinh viên, mình đã từng phân tích ra một cái video có 5 tầng lớp người Việt Nam. Tầng lớp thứ nhất là sinh viên, học sinh, là tầng lớp này Cộng sản Việt Nam rất là sợ họ nổi lên. Tầng lớp thứ hai là tầng lớp nông dân, công nhân. Tầng lớp này chiếm 50% dân số ở trong nước, trong một cái đất nước. Ngày hôm qua mình thấy có một cái bài báo, ngày hôm qua ngày hôm kia ta, có một bài báo, Nguyễn Xuân Phúc đã lên nói như thế này. Nông dân Việt Nam chiếm 70% dân số. Chiếm 70%. Vậy tại sao ngày hôm nay nông dân Việt Nam vẫn còn nghèo? Một cái câu hỏi rất là ngu dốt của Thủ tướng, phải không? Là tự vì mấy ông chiếm hết tiền của người ta rồi, ăn hết thuế của người ta thì dĩ nhiên người ta nghèo. Và hả mấy ông mở cửa để cho hả hàng hóa của Trung Cộng tràn vô nước Việt Nam. Và những cái hàng nông hải sản ngày hôm nay đó, nông sản đồ này nọ của Việt Nam bị thằng Trung Cộng nó chiếm cái thị trường nó hết rồi.
từ cải củ cải bắp cải cho tới hả gà vịt heo gì đó là hàng Trung Cộng. Mấy ông đã mở cửa cho tụi nó đem hàng vô rồi mà nó bán đồ rất là rẻ như vậy nữa, thì dĩ nhiên nông dân Việt Nam sẽ bị đói thôi, sẽ bị nghèo thôi. Thì á, ông ta đã đặt cái câu hỏi như vậy. Thì bây giờ á, hai cái thành phần này, chỉ cần hai cái tầng lớp này thôi, có rất là nhiều lý do. Lý do thứ nhất là tầng lớp nông dân phải lên tiếng đi, nói là phản đối, không cho hàng hóa của Việt Cộng vô, của Trung Cộng vô nước Việt Nam nữa, cứ nổi lên như vậy, lên tiếng như vậy đi. Đó là một cái lý do đơn giản nhất thôi. Sinh viên học sinh chỉ cần lên tiếng đồng loạt biểu tình xuống đường đòi phản đối là phải giảm tuition, giảm tuition nghĩa là gì vậy các bạn? Tuition là tiền đóng tiền học á. Giảm tuition là giảm cái tiền học. Chỉ một cái lý do như vậy thôi, không cần lý do nào hết trơn. Những người dân bình thường ngoài nông dân ra là những bậc công nhân, đòi tăng lương đi, đòi giảm thuế xe, là đòi giảm xăng. Nó tăng xăng, đúng rồi, học phí đó, nó giảm xăng. Những người công nhân giảm xăng, tăng lương, đó là những lý do phải đình bãi thị đó, những cái lý do mà họ đình công đó, bãi thị, đình công, bãi khóa đó, những cái lý do rất là đơn giản như vậy mà các bạn cứ chuyên môn lên đặt câu hỏi là đấu tranh như thế nào, bắt nguồn từ đâu. Nó rất là đơn giản. Hiện tại giờ cuộc sống của các bạn đang bị cái gì thì các bạn đòi hỏi cái đó, không cần phải làm, không cần phải ai kêu gọi hết trơn, không cần phải làm gì. Học sinh thì phải biểu tình đòi giảm học phí. Học phí các bạn đóng có cao hay không? Có. Các bạn có được dạy dỗ đúng hay không? Không. Vậy thì các bạn có cần phải lên tiếng hay không? Cái đó là thật sự là đúng, cái đó quá quá đúng luôn. Cần phải lên tiếng để đòi hỏi cái quyền lợi của mình đóng học phí cao mà học hành không ra gì hết trơn, mà học ra rồi không có việc làm, vậy mình phải đòi hỏi chứ. Còn những người nông dân thì chỉ cần phản đối là không cho hàng nông dân, nông sản của Trung Cộng vô trong nước Việt Nam thôi, để cho họ có cơ hội trồng trọt và bán cho người Việt Nam những cái hàng hóa tốt, những cái hàng hóa không có hóa học. Chỉ cần lên tiếng như vậy thôi. Còn những người công nhân rất là bình thường đòi tăng lương, có một cái hả xã hội tốt hơn và cái môi trường làm việc tốt hơn, rồi phản đối xăng tăng. Đó là những cái lý do rất là đơn giản để cho các bạn hành động đó. Tại sao các bạn cái tối ngày đặt câu hỏi hành động bằng cách nào? Đâu có cần phải hả gươm đao hay là súng ống đâu, chạy vô nước Việt Nam mới là hành động đâu. Các bạn chỉ cần xuống biểu tình dơ những cái biểu ngữ là giảm học phí, giảm giá xăng, tăng lương, muốn có một môi trường làm việc tốt hơn và được đối xử công bằng hơn. Đó là những cái lý do rất là đơn giản như vậy. Các bạn không làm được mà đặt câu hỏi để cho một cái người nào đó dẫn dắt các bạn đi vòng vòng. Các bạn cần giải pháp nào không hả? Mình đã vừa mới nói xong lại có cái người đặt một cái câu hỏi ngu như vậy. Bởi vậy nếu mà các bạn còn tiếp tục mà giả ngu như vậy nữa nha, là tại vì không, cái sự hèn, sự nhát, cái sự mà hả muốn làm nô lệ, muốn mất nước đó, thì tự mà hả chấp nhận đi. Người ở hải ngoại không bị ảnh hưởng gì hết, chỉ bất quá là không về nước Việt Nam, bởi vì về Việt Nam không còn là quê hương nữa mà nó là một cái tỉnh lỵ của Tàu Cộng. Mình không phải là người Tàu thì mình không có về cái tỉnh lỵ của Tàu Cộng được. Không có công cuộc đấu tranh nào mà không có hy sinh hả? Nhưng mà người Việt Nam ngày hôm nay không có dám hy sinh đâu, họ không dám, không có dám như vậy. Thành ra mong là các anh chị em trong nước có rất là nhiều lý do đối với sống ở trong cái đất nước gọi là cộng sản, thì các bạn người dân là lúc nào là những người thiệt thòi. Công nhân Việt Nam, nhân dân Việt Nam lúc nào là những, là bất cứ cái gì các bạn làm cũng là những cái thiệt thòi. Giờ các bạn cũng nói đi là hả lấy hiến pháp, bây giờ hiến pháp một chục cái luật lệ của nó trong đó, nhưng mà chỉ cần hiến cái hiến pháp 4 thôi, cái luật điều luật thứ tư của nó ra thôi, là nó xóa bỏ hết tất cả tội lỗi của nó và nó nắn đầu các bạn và nó hả đứng lên cái quyền lực của nó nữa. Vậy thì học hiến pháp làm cái gì?
Mà trong khi đó các bạn đang có một cái quyền lợi là những học sinh đang bị, chỉ cần sinh viên học sinh thôi, một cái tầng lớp sinh viên học sinh xuống đường, toàn bộ bãi khóa hết, không đi học. Cha mẹ cảm thấy điều đó đúng chứ, cha mẹ phải tự cho con mình nghỉ học chứ, và hãy nói với những bậc cha mẹ khác là cha mẹ là những bậc phải đi trước, phải nói với những bậc cha mẹ khác và vô trường. Đầu tiên là những bậc cha mẹ phải vô trường phản đối là tại sao con mình đóng tiền học cho con rất là nhiều, trong khi đó nợ công của nước Việt Nam rất là cao. Những nợ công đó là do ai? Là làm sao có nợ công đó? Là do thủ tướng, là do bộ chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam đi ra ngoài mượn nợ cái số tiền là ODA về đặng mà xây dựng trường học, bệnh viện và những cái cơ sở hạ tầng. Nhưng mà những cái đồng tiền này họ mượn về để họ xây những cái cơ sở hạ tầng, trường học, bệnh viện và đường phố như vậy á, để cho dân giảm xuống bị cái đưa cái tiền mà ODA không có, cái tiền mà nó mượn nợ nó có thể trả một cái thời gian rất là dài và cái tiền lời nó rất là thấp, thậm chí họ không có cần tiền lời luôn nữa. Thì chính phủ Cộng sản Việt Nam phải cất những cái thứ này lên cho dân và sẽ giảm những cái chi phí này xuống, giảm tiền bệnh viện, giảm tiền học phí, giảm tiền không có đóng những cái POT nhiều. Và tại vì là những cái đồng tiền này là thế giới cho mượn để xây dựng đất nước. Nhưng mà họ có xây dựng đất nước hay không, mà khi các bạn vô bệnh viện, đó là một lý do các bạn cùng phải lên tiếng đó, là tất cả người nào đi bệnh viện phải đóng tiền. Cái con số bệnh viện rất là cao như vậy. Thì các bạn có quyền lên tiếng. Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế, bán thuốc giả cho người bán thuốc giả cho dân uống. Vậy có ai lên tiếng không? Hoàn toàn không ai phản đối hết. Thì nó tiếp tục thôi, nó có đang trên đà tiếp tục, nó làm nữa thôi. Rồi bây giờ những cái trường học tăng học phí lên, không ai phản đối, nó mỗi ngày nó càng tăng, bị nó cần cái số lượng tiền đó để mà trả vô cái tiền ODA. Rồi những cái số tiền nó mượn ODA nó đi đâu? Nó đi qua bên nước ngoài hết, để nó cho con cái nó sống ở bên đó, nó giấu tiền ở nước ngoài hết trơn. Ai là người trả những số tiền này? Dân. Vậy các bạn có cần phải phản đối hay không? Phản đối chứ. Cái nào nó cũng tăng hết chứ, cái tiền lương nó không tăng mà cái lương tâm nó cũng không tăng, tăng luôn mà cái tự ái dân tộc nó càng ngày nó càng đi xuống. Đừng có ngồi mà nó than thở, chính các bạn là người đang bị chà đạp, đang bị bóc lột qua những cái cách đó như vậy. Tăng tiền xăng, tăng tiền thuế, tăng tiền bệnh viện, tăng tiền học phí, có những cái thứ mà bình thường mỗi ngày nó xảy ra như vậy mà không ai phản đối hết. Thì các bạn cho là không có một kế hoạch nào Kế hoạch đó, những cái lý do rất là bình thường, lý do rất là đầy đủ và rất là bình thường. Nhưng mà không ai lên tiếng hết. Vô bệnh viện bệnh vẫn cũng phải người ta đưa chi tiền cho bác sĩ thì bác sĩ mới mổ, không ai phản đối hết và vẫn làm. Tất cả những bệnh viện dù nằm xuống cầm giường trả tiền cũng y chang như vậy, trả tiền con số cũng lớn như vậy, nằm xuống cầm giường cũng không ai phản đối. Mà trên một cái giường 4-5 người nằm cũng không ai phản đối. Vậy thì nó tiếp tục làm thôi. Tại vì các bạn cũng đồng hành với nó mà, cũng đồng lòng như vậy, cùng nhau đồng lòng thì không ai phản đối hết, thì nó vẫn tiếp tục làm thôi. Nó cho là cái chuyện bình thường, dân sống được mà, nó đài đọa dân cỡ đó mà dân vẫn sống được thì nó tiếp tục nó làm thôi. Đó là những lý do tại sao mà nếu mà bãi thị đình công, đó là lý do đó. Mà người Việt Nam nó lạ lắm, mình thấy trên thế giới này những cái cuộc mà đình công biểu tình đó nghe, bãi thị rồi này nọ đó, tại sao những cái nước khác họ làm rất là thành công mà Việt Nam mình không bao giờ thành công và vĩnh viễn không bao giờ thành công. Nếu mà cái suy nghĩ của người Việt Nam mình á cũng tiếp tục như vậy là vĩnh viễn không bao giờ thành công. Đó là chọn ngày, chọn giờ đi biểu tình. Nó vui như vậy đó, nó lạ như vậy đó. Đi biểu tình chọn ngày, chọn giờ. Có nghĩa là tại sao những cái nước khác họ thành công khi mà họ biểu tình ôn hòa? Là họ làm, khi nào họ thành công thì thôi, họ làm 1 tháng, 1 ngày không xong họ làm 10 ngày, họ làm 10 ngày không xong họ làm 100 ngày, họ làm 100 ngày không xong họ cứ tiếp tục kéo dài ra. Tới khi nào họ thành công thì thôi. Còn người Việt Nam mình á thì chọn ngày, chọn giờ. Chẳng tại sao phải chọn tới ngày 30 tháng 4?
mà không phải ngày hôm nay, giờ phút này, là tại vì ngày hôm nay các bạn vẫn còn đang phải đóng thuế, phải mua xăng với giá cao và ăn đồ độc, và phải đóng tiền học phí cao, và phải vô bệnh viện cũng phải đóng tiền bệnh viện cao. Tại sao không phải là ngày hôm nay, giờ phút này và hiện tại, mà phải đợi cho tới ngày ngày này ngày nọ giờ đó? Và một ngày, và một ngày á, một tháng biểu tình ngày, hay là hai tiếng, hay là nửa tiếng, một giờ giải ngứa cho Đảng Cộng sản hả? Lâu lâu làm trò hề cho thiên hạ coi, được cái nó ra nó đặt cho vài thằng, cái hả, nó đặt cho vài chục người hả, vô đồn công an bị phạt rồi đi ra, xong xuôi cái làm cho 100 người khác, 1 triệu người khác sợ theo. Các bạn làm trò hề hả? Đang đóng hề phụ Đảng Cộng sản Việt Nam hả? Đảng Cộng sản Việt Nam nó không có vô cái gánh xiết hề nào đó, là uổng cái tài của nó lắm, mà các bạn còn hùa theo kiểu đó nữa. Đó là tại sao ngày hôm nay những cái nước khác người ta biểu tình bất tân dân sự, hay là biểu tình ôn hòa đều thành công, mà Việt Nam không thành công. Là tự vì người Việt Nam rất là lạ, coi theo ngày, làm theo giờ. Những ngày khác thì đi ăn ăn nhà hàng, uống cà phê, quán karaoke, quán nhậu. Tại sao kỳ vậy? Để các bạn nói là cho ra một kế hoạch. Chính các bạn không muốn thực hành những kế hoạch đó, rất là đơn giản, đời sống mỗi ngày như vậy mà các bạn còn không dám nữa. Và tại sao Mỹ đang phản ứng ở Syria? Câu hỏi rất là hay. Là tại vì người dân Syria phản đối, và người dân Syria đang bị đổ máu, đang bị chết chóc, thì nhờ Mỹ bắt đầu mới nhúng tay vô. Hiện tại bây giờ là Mỹ đang đưa hai cái chiến hạm destroyer vô rồi, và không biết cái Tomahawk sẽ bắn vô Syria như thế nào, lúc nào sẽ bắn đây. Mọi người đang chuẩn bị hết trơn rồi. Mà trong khi đó nước Việt Nam nên nhớ nha, nước Việt Nam đang bị rình mò bởi cái thằng Trung Cộng, mà thằng Việt Cộng đang dâng đất nước Việt Nam cho thằng Trung Cộng nữa. Khi mà những cái đồng minh hả, những cái nước như là hả, Anh, Pháp, Mỹ, đồ Canada, đồ này nọ, không còn để ý tới Biển Đông nữa, thì ai là người chùm ở Biển Đông? Thằng Trung Cộng. Và ai sẽ là người bị chiếm Biển Đông đầu tiên? Thằng Việt Cộng, là nước Việt Nam đó. Vậy các bạn ngồi ở đây, giờ phút này ngồi ở đây, chọn ngày để bất tân dân sự, chọn ngày mà bất tân dân sự vui lắm. Nhốt, tự nhốt mình trong nhà, không làm gì hết. Bao nhiêu người được làm, bao nhiêu người hiện tại bây giờ đã nhốt mình trong nhà rồi. Bị bao nhiêu người không có việc làm thì tự nhốt mình trong nhà rồi đó, nhưng mà có thay đổi được gì đâu, không thay đổi được gì hết. Người Việt Nam mình hiện tại bây giờ là đang chờ ngày tốt, giờ tốt. Ngày nào tốt, giờ nào tốt, các bạn cho mình biết đi. Giờ phút này mình Việt Nam làm chuyện nhiều chuyện vui quá à. Mình không có dám ý kiến, mà cũng không có dám làm cái gì hết trơn á. Là hả, học hiến pháp để đi đối đáp từng câu từng lời tới lại tụi Việt Cộng ha. Rồi hồi nào giờ không có học, mà giờ mới bắt đầu cả nước cùng nhau đi học ha. Lời kêu gọi rất là hay, giống như đang quảng cáo thằng Việt Cộng là thằng cướp. Thằng Việt Cộng là thằng cướp ha. Một cái tổ chức ăn cướp. Rồi từ cái tổ chức ăn cướp đó, nó làm ra một cái luật. Cái luật cướp mà. Thằng ăn cướp nó làm ra cái luật, thì nó ra làm cái luật cướp thôi. Và nó bây giờ, hiện tại bây giờ, người dân có một số thành phần đang quảng cáo học cái luật cướp cho cái thằng ăn cướp. Vậy chỉ có đường con đường chết thôi à. Không có đường nào nữa hết trơn á. Không có con đường nào hết trơn á. Thì hồi ngày 30 tháng 4 thì mình, cái bản nhạc này mình đã dặn qua một lần rồi. Thì bây giờ phải tưởng nhớ lại những cái người chiến sĩ của Việt Nam Cộng Hòa còn sống. Và những người chiến sĩ là những người thương phế binh nữa, trong đó có những người thương phế binh hiện tại bây giờ là đang còn sót lại trong nước Việt Nam và bị đối xử rất là tàn tệ, rất là giống như là bất công ở trong cái một cái xã hội gọi là thiên đường. Thấy không? Thì họ không có còn sức lao động nữa,
họ đang bị đối xử rất là tệ thì mình phải nên nhớ những cái người này luôn. Bởi vì thường thì 30 tháng 4 thì mọi người đều nhắc tới những cái nhân vật như là tướng của nước Việt Nam rất là nổi tiếng như là Nguyễn Khoa Nam, Trần Văn Hai, vân vân và vân vân, phải không? Những cái nhân vật rất là lớn nhưng mà họ quên nhắc tới những cái người thương binh Việt Nam Cộng Hòa và những người là con cháu Việt Nam Cộng Hòa của họ vẫn còn đang sống trong đất nước Việt Nam ngày hôm nay. Và trong cái người Việt Nam mình cũng hay lắm lợi dụng những cái thương tích này của người khác để mà trục lợi nữa, đó là một cái sự khốn nạn của con người đó. Thương binh Việt Nam, Tổ quốc nhớ công ơn.
bản nhạc vừa rồi là bản nhạc Giữa Tên Quê Người Tôi Hát Tên Anh của Duy Linh do ca sĩ Vũ Thu Nga trình bày. Thì có nhiều người đặt có những câu hỏi rất là dớ dẫn ha. Thì phải nói là như thế này, người Việt Nam mình á thích đi thích nghe sự thật, muốn biết sự thật mà không dám nói sự thật. Bởi vì hả, chẳng hạn như bây giờ người Việt Nam mình nó đã bị dẫn dắt một cái cuộc mà dẫn dắt giả dối nó lâu rồi phải không? Thành bây giờ mình bắt buộc mình phải giả dối như vậy mới sống được trong một cái xã hội. Chẳng hạn như bây giờ thế này, tụi cộng sản á, Bắc Việt á, khi mà nó muốn vô nó cướp chiếm miền Nam á, thì nó gọi là giải phóng miền Nam phải không? Nó đặt ra bao nhiêu cái lý do để mà giải phóng miền Nam, nhưng mà thật ra nó đi cướp miền Nam. Chẳng lẽ bây giờ nó nói cho người miền Bắc nó là ở cái đất phương Nam đó có một cái mảnh đất màu mỡ, người dân hả ăn gạo trắng nước trong, mà tại sao chúng ta phải ăn củ mì khoai lang và hả là rất là khổ phải không? Là tỷ cái mảnh đất chúng ta không được may mắn bằng mảnh đất của họ, và người dân của mình nó là người bọn những cái bọn ngu dốt, còn họ là những người văn minh thông minh hơn, có một cái nền văn hóa rất là văn minh như vậy, thì chúng ta phải đi cướp nó đi. Nó đâu có nói vậy, nhưng mà nó nói là đi giải phóng. Thành ra người Việt Nam mình ngày hôm nay trong nước cũng vậy đó, thay vì bây giờ hả phải diệt cái thằng cướp tại trong đất nước Việt Nam, nhưng mà họ đâu có dám nói như vậy. Họ phải nói là ê, đi vòng vòng tôi phải giết cái thằng Trung Cộng, là mượn cái thằng hàng xóm đi giết cái thằng hàng xóm. Nhưng mà các bạn phải nên nhớ một điều nè, thà là không nói, thà là không nói, nhưng mà nếu mà cái câu nói của mình ra đó để cho người khác hiểu đi một cái con đường khác, là dẫn dắt người khác đi cái con đường chết mà không có lối thoát như vậy, thì chính các bạn lại hại người ta hơn, hại người ta hơn. Thà là mình không nói, mình không nói gì hết á, vì mình không dám nói sự thật, mình không dám đối đầu sự thật, thì tại sao bắt người khác nghe mình để đi đối đầu sự thật được? Không thể nào như vậy được. Thì phải mình phải dùng cái sự thật. Nếu mà mình biết cái thằng cướp là ai tại trong đất nước Việt Nam, thì mình phải nói với người ta biết là hiện tại bây giờ mình đang bị cướp, cướp qua nhiều hình thức khác nhau, tăng những cái phí lên, bệnh viện, đường phố, từ những cái trạm BOT, những cái trường học, rồi những cái lý do nào đó. Rất là trong sống trong một cái xã hội mà thiên đàng xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày hôm nay, có rất nhiều lý do để các bạn phản đối, để các bạn nói lên sự thật, nó rất là nhiều. Nhưng mà các bạn không dám đối đầu với nó, thì các bạn đi lòng vòng. Bây giờ không dám nói thằng đối đầu là phải chống cái thằng Việt Cộng này. Mình không phải là chống ai, nhưng mà nếu mà mình sợ nó cái câu là chống thằng Việt Cộng, phải lật đổ thằng Việt Cộng, vậy mình phải nói là đi, mình phản đối tăng thuế xăng, tăng đèn tiền điện, tăng BOT lên, cái gia những cái trạm BOT lên, tăng những cái tiền bệnh viện, tăng tiền học phí và đồ đọc vô hàng nước Việt Nam mỗi ngày. Mình chỉ hả mình lên phản đối những cái đó thôi, thì mình có bị cái gì không? Mình nói sự thật, mình nói đúng đó. Nhưng mà các bạn lại đi đồng vòng là phải chống cái thằng Trung Cộng, mà kêu mọi người là nếu mà mình nói như vậy á thì người dân mới đồng lòng. Vậy người dân hả thấy thằng Trung Cộng, nên nhớ là cái nước Trung Cộng nó lớn gấp mấy lần nước Việt Nam, dân của nó hả nó nhiều hả gấp 100 lần nước Việt Nam, dân Việt Nam. Nó chỉ cần hả có một người bạn nói rất là hay nè, nó chỉ cần đứng bên đó, nước nó đái qua nước Việt Nam ngập rồi. Chứ đừng có nói mà hả là đi chống nó. Mà các bạn kêu người dân là phải chống cộng, thì làm sao mà người dân dám đứng lên chống cộng được? Cái đất nước của nó quá lớn, dân số của nó quá đông, thì người Việt Nam mà lấy gì chống đây? Nếu mà hả các bạn sợ ở trong nước mà sợ nói những cái điều này thì đừng nói. Tại vì các bạn nói như vậy là dẫn dắt đi một cái con đường khác, đi một cái con đường sai, và người dân sẽ nghĩ là ô, bạn chống cái đó thì tôi cũng chống theo bạn. Bị người dân Việt Nam rất thích hùa nhau thôi à, theo số đông, nhiều người nói thì tự nhiên chạy theo thôi à, chứ không có suy nghĩ là tại sao lại như vậy hết trơn á. Và không ai giải thích mình phải nói như vậy, mà nói là ủa vậy chẳng khác nào là giống y chang Việt Cộng rồi, nó vô nó cướp miền Nam thì nó gọi là giải phóng miền Nam, nó bắt người ta bỏ vô tù, giết người ta từ từ, gọi là hả cho cái trại cải tạo, nhưng mà thật là cái tù khổ sai đó. Những cái danh từ nó nói như vậy mà các bạn ngày hôm nay lại dùng y chang như vậy á, y hệt như vậy luôn. Là tại sao các bạn phải giả dối với cái lòng mình như vậy mà để kêu gọi người dân? Đừng có, nếu mà không nói thì nó tốt hơn, nếu mà nói thì nói thẳng nói thật.
chứ đừng có mà đi lòng vòng nữa. Nước Việt Nam không còn thời gian để mà đi lòng vòng đâu. Nước Việt Nam không có còn cái gì để mà hả sợ nữa đâu. Bây giờ mình chỉ cần đứng lên phản đối tiền học phí thôi, sinh viên học sinh, tất cả sinh viên học sinh đi, nhất là bậc cha mẹ. Đầu tiên là bậc cha mẹ phải kéo nhau vô trường học đó. Tại sao là phải đóng tiền học phí năm nay lại tăng lên, tiền học phí năm nay lại tiếp tục tăng lên nữa thì phản đối đi. Chỉ có cha mẹ phản đối, sau đó từ cha mẹ phản đối cho tới con cái, học sinh, sinh viên phản đối, đó là cái lực lượng rất là lớn rồi, mà cái lý do rất là chính đáng và không sợ ai đàn áp hết. Mình chỉ phản đối chuyện chính đáng như vậy. Nhất nếu mà sợ đổ máu, đổ máu ai là không sợ, sợ chứ, rất là sợ. Nhưng mà nếu mình phản đối chính đáng thì mọi người sẽ ủng hộ mình, thế giới sẽ ủng hộ mình, rất là đơn giản như vậy thôi. Bậc cha mẹ lên tiếng trước đi, rồi tới những cái bậc sinh viên học sinh lên tiếng, đó là một cái cuộc khởi đầu đó. Và làm ơn cái gì cũng vậy, người Việt Nam mình thích chọn ngày chọn giờ. Tại sao không phải là ngày hôm nay, tại sao không phải là giờ phút này, mà phải chọn tới ngày này tới giờ kia, và một tháng là một lần, một tuần là một lần, rồi từ từ không thấy luôn. Là tại sao mỗi lần mà ra làm như vậy cái bị đánh, bị đập mấy chục người, cái là cả triệu người khác sợ rồi, nó răn đe 10 người là trăm người khác sợ rồi, răn đe 100 người, 1 triệu người sợ rồi. Vậy tại sao mỗi lần mới ra như vậy, để cho dân, cái nỗi sợ trong dân đã đang sợ rồi, các bạn còn nhồi nhét cho dân sợ thêm nữa. Là tại vì dân á, nghe nó chỉ sợ bị đánh đập người ta không thấy thôi, nhưng mà trước mặt người ta nó đánh đập người ta giữa đường giữa phố, khi nó bắt người ta nó thảy lên xe thì dân sẽ thấy, dân thấy thì dân càng sợ. Vậy các bạn tại sao phải gieo cái nỗi sợ hãi đó cho dân bằng cách là thực hiện những cái điều này? Nếu mà mình hả chỉ là phản đối một cái gì đó chín chắn đúng mà không có sợ cái gì hết trơn, đó là cách các bạn làm đó. Nếu mà các bạn nó cho tôi một kế hoạch đó, mình mới vừa nói kế hoạch đó, vừa chỉ đường dẫn lối cho các bạn đi đó, nhưng mà bảo đảm không ai làm đâu. Vẫn là như vậy thôi, không ai làm đâu. Nhưng mà với một cái người Việt ở nước ngoài thì chỉ là phải nói là như vậy, là ủng hộ tinh thần, dù là biết cái cuộc này không đi tới đâu hết, nhưng mà vẫn còn một cái tia hy vọng nào đó, một cái dòng máu của người Việt Nam muốn giành giữ lại mảnh đất Việt Nam, và nhất là bảo vệ những cái thế hệ sau này, những cái con cháu sau này, thì làm theo cái khả năng của mình, làm theo những cái gì mà mình có thể làm được để gửi tới các bạn mà thôi.
câu muốn phá đám mình hả? Để anh giải thích cho nghe ha. Tại sao mà miền Nam Việt Nam bị mất? Là vì cái lòng nhân đạo, cái lòng nhân văn của người miền Nam Việt Nam, và đã họ đã được huấn luyện trong những cái trận chiến là theo luật quốc tế. Nhưng mà cộng sản Bắc Việt thì nó không có theo luật quốc tế. Chính bản thân nó mà còn giết cái đồng đội của nó, giết những cái người mà hả dùng xương máu để mà dùng xương máu của họ để mà cướp cái mảnh đất, cướp chính quyền cho cái bọn cộng sản Bắc Việt, mà họ còn đi giết đi nữa. Chẳng hạn như bây giờ tại sao mà ở miền Bắc có bao nhiêu người mà thương phế binh cộng sản? Các bạn thấy được bao nhiêu người thương phế binh cộng sản? Tại sao một cái cuộc chiến lớn như vậy, nó là người nổ súng đầu tiên, nó là người hả đem quân đầu tiên tràn vô một cái đất nước của người khác đang chiếm đi, thì chị tại sao mà đất nước của nó không có bao nhiêu người thương phế binh hết vậy? Mà trong khi đó miền Nam Việt Nam là một đất nước có hả súng đạn cung cấp bởi hả một cái quốc gia khác mạnh là Mỹ, mà tại sao có nhiều thương phế binh như vậy? Là tự nhiên người ta có nhân văn, nhân bản, và người ta trên chiến tranh người ta xài theo luật quốc tế, còn thằng Việt Cộng nó không xài theo luật quốc tế. Trong những cái thước phim, có một cái thước phim nào mà thằng Việt Cộng nó cứu đồng minh của nó hay không? Có những cái thước phim nào mà người Việt Cộng đối xử tốt với tù binh của Việt Nam Cộng Hòa hay không? Mà trong khi đó những cái thước phim lịch sử đó, người lính Việt Nam Cộng Hòa khi mà bắt được cái thằng mà cộng sản Bắc Việt nào đó, hoặc là thằng bộ đội nào đó, thì họ lại cho hút một điếu thuốc, uống một ngụm nước, ăn một cái bánh, thay bộ đồ cho họ. Và khi mà trả tù binh, trao trả tù binh, thì dân tù binh đó tù của Việt Cộng á, thì được ăn mặc rất là chỉnh tề. Còn tù binh của Việt Nam Cộng Hòa khi mà bị Việt Cộng trả đó, thì người không ra người nữa rồi, đã bị đài ải rồi. Thì các bạn nghĩ đi, tại sao Việt Nam Cộng Hòa mất? Là do cái nhân văn, nhân bản, và họ biết đối xử với con người như thế nào. Thì có những cái người hỏi là nếu mà Việt Nam Cộng Hòa thắng á, miền Bắc á, thì sẽ như thế nào? Giới dẫn Việt Nam Cộng Hòa chưa có thắng miền Bắc mà, thì làm sao mà họ hỏi những cái câu hỏi đó? Ngu dốt thì đừng có đặt những cái câu hỏi để cho người ta chửi ha. Đừng có lòi những cái ngu cái dốt ra cho người ta thấy. Thường thường là ngu dốt như vậy thì phải giấu nó đi, đừng có để cho người ta thấy. Bị người ta thấy người ta càng chửi mình ngu hơn, thì tại sao phải để cho người ta chửi mình? Còn thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa bao nhiêu hiện tại bây giờ? Rất là nhiều. Còn những cái người mà hả thương phế binh Cộng sản ngày hôm nay các bạn thấy bao nhiêu? Một người nào gãy tay gãy chân hả, là gãy một tay gãy một chân, nó bắn sạch, nó giết sạch, vì nó không có muốn để là một cái hả hệ lụy cho nó, một cái gánh nặng cho nó sau này. Nó chỉ biết cái hả mày chết là mày đã cướp được cái mảnh đất nào đó cho tao, mày đã giết được bao nhiêu người để cho tao đứng lên nắm hả nắm quyền rồi, làm cầm quyền rồi, là một sức mạnh rồi, tại sao tao phải cứu mày? Mày tự nguyện mày theo tao, hoặc là tao hả là tại sao tao phải nuôi mày khi mà mày hả không còn xài được nữa, không còn lợi dụng được nữa, tại sao phải nuôi? Cái thằng Việt Cộng ngày hôm nay nó như vậy. Đất nước Việt Nam kìa, nhìn đi, nó chiếm được cái miền Nam Việt Nam rồi. Từ ngày nó chiếm được miền Nam Việt Nam, một cái mảnh đất màu mỡ, một cái mảnh đất có phù sa, có tài nguyên như vậy, nó làm được cái gì? Nó toàn là moi khoáng sản, moi tài nguyên lên nó bán mà còn bị lỗ. Một cái bọn rừng rú từ trong rừng nó đi ra như vậy, một cái bọn thổ phỉ nó đi ra thì nó chỉ biết cướp thôi, nó không có biết làm gì hết. Thổ phỉ rồi thì chỉ biết cướp thôi, mà khi mà nó cướp, ai cản nó là nó giết người đó. Người nào cản nó cướp là nó giết người đó. Người nào cản nó là nó giết người đó. Đã bao nhiêu người vô tù rồi khi mà lên tiếng. Thành ra ngày hôm nay tất cả những cái gì xảy ra tại trong đất nước Việt Nam, và đất nước Việt Nam đang bị bán dần những cái mảnh đất như là hả Phú Quốc, Đà Nẵng, Nha Trang, những cái nơi này mà bị bán đứng đi là toàn bộ cái bộ chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam phải chịu trách nhiệm ha, không phải riêng một thằng già Nguyễn Phú Trọng đâu nha. Đừng có mà lên chế đổ hết thừa cho một cái thằng già Nguyễn Phú Trọng, một ngày đẹp trời nó lăn đùng ra nó chết vậy là hết chuyện rồi đó hả? Vậy là hết chuyện rồi, không có ai hả, không có ai còn căm hờn Việt Cộng nữa hả? Không có ai còn căm hờn hả là cái thằng bán nước, nguyên một cái bè lũ thổ phỉ của nó bán nước nha. Một cái thằng nào nó muốn bán một cái những cái món đồ nào đó, nó cũng phải có người mua, nó phải có cái đường dây, có người mua và người làm giấy tờ và cái người vận chuyển như thế nào ha, thì không thể nào một cái thằng già mà bán một mảnh đất Việt Nam được.
Hồ Chí Minh mà muốn chiếm được miền Bắc đó là phải có hả những cái bọn lâu la này, theo như Trường Chinh, Lê Dững, Phạm Văn Đồng, rồi hả Lê Đức Anh đồ hả, rồi cộng thêm hả, nó lôi theo một cái bọn rừng rú đi theo nữa ha, thì nó mới chiếm được miền Bắc. Từ miền Bắc nó mới chiếm vô tới miền Nam ha, là nó kéo thêm một cái quân đội. Mà nếu mà nó muốn chiếm miền Nam đó là nó phải hả có hả vũ khí của Nga cộng và Tàu cộng lúc đó nữa, nó mới chiếm được miền Nam ha. Còn ngày hôm nay một mặt hả mọi người đều lên hả chỉ vô cái mặt cái thằng Nguyễn Phú Trọng, nói mày là thằng bán nước, một mình nó sao đem nguyên đất nước Việt Nam bán được, nghĩ đi. Người dân đã thiếu rất là nhiều thông tin, đã rất là sợ sệt nói lên cái sự thật. Nhưng mà mỗi lần mà người ta nói sự thật, các bạn làm sai cái gì đó, người ta nói sự thật ra, tại không chấp nhận. Hiến pháp Việt Nam, hiến pháp của Cộng sản chỉ có thể áp dụng cho người miền Bắc thôi, không thể nào áp dụng cho người miền Nam. Là tự vì người miền Bắc theo Cộng sản đã lâu rồi, thì họ sẽ chỉ có cái cuốn hiến pháp đó áp dụng với người Cộng sản, với người miền Bắc được thôi. Còn đối với người miền Nam không xài được. Ngày hôm nay có một cái nhóm người đi quảng bá hiến pháp cho Cộng sản, quảng cáo ha, hiến pháp cho Cộng sản. Rồi những cái có một cái nhóm người khác dẫn dân Việt Nam đi vòng vòng để mà có cái sự hòa hợp, hòa giải nào đó với Việt Cộng. Mặc dù là người ta không cố tình, người ta không hiểu đó, người ta không có cố tình làm như vậy đi, cứ cho là như vậy đi. Nhưng mà cái miệng lưỡi của họ đã dẫn dắt người dân đi một cái con đường không có cái không có một kết quả nào hết trơn á, mà là thương thuyết với Cộng sản. Là tại vì bao nhiêu tội lỗi đổi cho một thằng rồi kêu dân đi đánh cái thằng Trung Cộng, mà trong cái đó thằng Trung Cộng chưa thả một trái bom nào trong đất nước Việt Nam, chưa phát một cái chưa nổ một phát súng nào trong nước Việt Nam. Nó chỉ có chạy xe Honda hả bản số của tụi Trung Cộng, rồi nó bận đồ hả lính của Trung Cộng đi vòng vòng ở ngoài Hà Nội thôi, không ai lên tiếng thôi, không ai phản đối thôi. Nước Việt Nam mà muốn lên tiếng, muốn phản đối một cái gì đó, muốn làm một cái cuộc bình đình công bãi thị bãi khóa, nó rất là nhiều lý do. Mà các bạn cứ ngồi đó hỏi cho một lý do đi. Đầu tiên đó mình đã nói rồi, bậc cha mẹ vô trường học phản đối tại sao phải đóng tiền học cao như vậy. Đó là một cái lý do đầu tiên, đó là cái bước khởi đầu đầu tiên, cái bước khởi đầu đó. Rồi sau đó học sinh đều phản đối là hả học những cái gì trong trường học không có đúng và không có xài được, và khi mà họ mà hả đi ra ngoài xã hội thì không có việc làm. Bao nhiêu hả học sinh có bằng đại học đi chạy xe Grab bay, có bao nhiêu người như vậy, và bao nhiêu hả người học sinh mà hả đạt giải ưu tú phải ở nhà chăn heo nuôi bò để mà sống. Có nhiều người hỏi như vậy, sao mà nói vậy, đấu tranh thì phải đoàn kết hả? Người nhà thôi mà còn gây lộn với nhau thì làm sao đoàn kết? Đi nước Việt Nam mình không bao giờ đoàn kết được. Trừ khi nào mà cái nạn đói xảy ra toàn quốc thì lúc đó tự nhiên nó sẽ đoàn kết. Mà ngày hôm nay còn cái ăn cái mặc thì không bao giờ đoàn kết được ha. Trừ khi nào nước Việt Nam toàn quốc xảy ra một cái cuộc đói thì tự nhiên người dân đoàn kết nhau à. Đi cướp chính quyền, đi cướp ngân hàng, đi cướp qua nhà quan, tự nhiên đoàn kết như vậy à, không cần phải kêu gọi nữa, tự nhiên lúc đó là. Nhưng mà cái cuộc đói này nó sẽ không có xảy ra tới mức độ mà dân phải đi cướp nhà quan để ăn, hay là cướp chính quyền để mà lấy tiền, hay là cướp ngân hàng đâu, không có. Là tự gì á, ta là tự gì hả, là tụi Cộng sản nó rất là khôn, nó không có để dân đói tới mức độ đó, bị nó biết dân mà đói tới mức độ đó thì tụi nó sẽ chết với dân, thành ra nó không để như vậy. Dù thế nào đây nữa nó cũng tràn đồ từ hả những cái món đồ mà rẻ mạt từ ở Trung Cộng vô để cho dân mua mà ăn, thành ra dân sẽ không có bị đói tới mức độ mà phải tràn vô nhà quan để cướp của ăn, tràn vô ngân hàng để cướp ngân hàng để mua đồ ăn, và hả tràn lên để mà lật đổ cái thể chế này, để mà có cái thể chế mới làm cho người dân không còn bị đói như vậy nữa. Thì nó không có như vậy. Thành ra hả là nếu mà nói về sự đoàn kết thì chắc chắn là cái ngàn thu vĩnh biệt rồi, không, ngàn thu là không có cái chuyện đó xảy ra rồi. Thành ra tự người dân phải tự ý thức được là mình đang bị mất mát cái gì,
mà mình phải đòi hỏi cái gì, đó là ý thức của người dân thôi. Chứ mà kêu mà đoàn kết toàn dân hả, ngàn thu đi, không có cái chuyện đó xảy ra đâu, không bao giờ có chuyện đó xảy ra. Trừ khi nào mà toàn quốc có một cái cơn đói xảy ra toàn quốc á, thì lúc đó tự nhiên toàn quốc mới đoàn kết và toàn dân mới đoàn kết thôi, chứ không thể nào mà đoàn kết được. Là ai cũng có hả tự ái hết trơn. Chẳng hạn giờ nói một cái câu nào đó ra, à, người dân không có dám đứng lên đó hả, à, nói lời thật. Tự nhiên có một người trong một tỷ người đó nghe lòi ra. Tôi nói là tại sao nói là dân Việt Nam không có như vậy, tự ái vậy đó nha. Cái con số không nhỏ thì người ta phải nói như vậy chứ làm sao. Bây giờ hả nói hả là hả không có dám làm này làm nọ. Trong một hả 90 triệu dân có người nói à. Tôi có nói nè, tự ái vậy đó. Nhưng mà 1 triệu, mấy chục triệu người dân kia không dám làm gì hết trơn. Mà hả tự nhiên có người lên chửi mình, nói là tôi có nói là tại sao chị nói vậy. Còn tại sao phải đem cái người Việt Nam Cộng Hòa ra so sánh? Nước Việt Nam hiện tại bây giờ không có đem lịch sử của Việt Nam Cộng Hòa ra so sánh với tình hình hiện tại ngày hôm nay đó, thì không có chỗ nào so sánh được hết. Bị nước Việt Nam bây giờ không có cái nơi để mà so sánh được. Thậm chí cả Lào và Campuchia Việt Nam vẫn thua, thì làm sao mà đem ra so sánh với Lào và Campuchia. Nước Việt Nam có một cái thể chế gọi là Việt Nam Cộng Hòa, có một cái quốc gia gọi là Việt Nam Cộng Hòa đã từng hiện diện trên mảnh đất Việt Nam và có từng có một cái cuộc sống nhân văn, nhân bản và tiến bộ như thế nào, và được thế giới công nhận như thế nào, mà là được một cái gọi mệnh danh là Hòn Ngọc của Viễn Đông, thì dĩ nhiên là người Việt Nam phải đem người Việt Nam ra mà so sánh. Mà mảnh đất đó ngày hôm nay đang bị giày xéo bởi tụi Cộng sản Bắc Việt, thì dĩ nhiên phải đem nước Việt Nam Cộng Hòa ra mà so sánh. Và Việt Nam Cộng Hòa của miền Nam Việt Nam đã bị cướp vào tay Cộng sản Bắc Việt, thì dĩ nhiên mà cái thể chế này chưa có chết, cái thể chế này vẫn còn ngồi đó, con cháu của họ vẫn còn đó, và người ta vẫn còn hiện diện, những cái người mà con dân Việt Nam Cộng Hòa vẫn còn sống tại trong mảnh đất Việt Nam Cộng Hòa. Mà mảnh đất này hiện tại bây giờ là đang bị cướp thôi, chứ nó chưa có mất ha, nó vẫn còn nằm đó, nó chưa có mất, nó chưa có đi đâu hết trơn. Mà thế giới đang đợi con cái của Việt Nam Cộng Hòa, con dân miền Nam đứng lên đặng mà họ mở cái hiệp định này ra, họ mở cái contract này ra, cái agreement này ra để mà xử cho các bạn. Nhưng mà các bạn không có phản đối, các bạn không có lên tiếng thì làm sao họ xử? Người ta nhìn vô người ta nói là tại sao tôi phải xử khi mà toàn dân ở miền Nam đều sống hòa nhã với Cộng sản như vậy, đều sống hòa nhã tức từ Việt Cộng như vậy, thì tại sao họ phải xử? Nếu mà các bạn phản đối thì người ta xử bất cứ cái gì hết. Chẳng hạn như bây giờ ở bên Mỹ, người nào đó lái xe bị vượt đèn đỏ đi, thằng công an lại, thằng cảnh sát lại, cảnh sát Mỹ lại cho một cái ticket là bạn vượt đèn đỏ thì tôi phạt bạn. Cái người vượt đèn đỏ không đồng ý, tôi đâu có vượt đèn đỏ, đèn vẫn còn vàng mà, thì tôi mới vượt ra thôi. Bây giờ anh không đồng ý dễ lắm, anh phản đối đi, mình gặp nhau tại tòa. Nhưng mà anh không phản đối thì có nghĩa là anh đồng ý trả cái tiền phạt đó, thì anh trả thì người ta lấy thôi. Còn nếu mà anh phản đối thì anh ra ngoài tòa, tôi gặp anh ở ngoài tòa để cho ông tòa xử. Thì giống như trở lại với cái cuộc mà của miền Nam Việt Nam, nếu mà các bạn bị cướp mà các bạn không chấp nhận cái cuộc cướp này thì toàn dân nổi lên đi, phản đối là chỉ nói là muốn tụi tôi muốn mở lại cái hiệp định 73, muốn lấy lại miền Nam Việt Nam. Thì ông tòa tự nhiên hả bây giờ gặp nhau tại tòa, người ta sẽ gặp nhau các bạn tại tòa. Còn cái này các bạn không có đòi hỏi cái cuộc tòa nó mở ra, thì làm sao mà người ta mở cái cuộc tòa đó ra được? Việt Nam Cộng Hòa vẫn còn đó, cái mảnh đất Việt Nam Cộng Hòa vẫn còn đó, nhưng mà không ai phản đối là mình đang bị cướp, thì không thể nào mà cái phiên tòa nó mở ra được, không thể nào được. Thành ra hả là cái chuyện mà đơn giản nhất như vậy thôi, bạn bị bắt về cái tội là vượt đèn đỏ mà bạn không chấp nhận, thì bạn nói là bạn không có vượt đèn đỏ, ok, hai người gặp nhau tại tòa đi, ông tòa sẽ xử, ai đúng ai sai là do tòa xử. Mà cái này không ai phản đối hết trơn thì tự đóng tiền phạt đi. Còn cũng giống như ngày xưa, bây giờ Việt Nam, miền Nam Việt Nam không ai thưa kiện cái thằng Việt Cộng nó đang chiếm miền Nam Việt Nam, nó đang cướp miền Nam Việt Nam, thì ai xử cho các bạn đấy? Bị các bạn đâu có thưa kiện nó đâu. Mà thư kiện nha các bạn hả, mở miệng ra là nó phải ký cái petition rồi này nọ nha. Vậy thì cũng quên luôn đi, đừng có mà thư kiện nữa, bị thư kiện nó dớ dẫn quá.
Còn nữa, tại sao mà cái livestream của mình, trả lời hôm nay cho các bạn biết luôn, livestream của mình không có mời những cái nhân vật nào đó đội lên ha, là tại sao mình coi hết tất cả những cái livestream của những người khác và mời những cái nhân vật này lên đó. Có bao nhiêu nhân vật, có mấy người à? Có mười mấy hai chục người cỡ đó thôi, vòng vòng cỡ đó thôi. Nhưng mà hả, dẫn người dân đi vòng vòng, nói cái chuyện hả đi vòng vòng thôi, không bao giờ có hả là hả nói thẳng nói thật mà nói hả sự thật, hả bị gì toàn là có lý do nào đó. Em có ông trong nước em không thể nói vậy thì đừng nói, em ở trong nước em phải nói như vậy nè, ô thì vậy đừng nói luôn, bị gì các bạn nói vậy, các bạn đi vòng vòng sẽ đẩy người dân đi cái một cái đường khác, hướng khác và suy nghĩ khác, không có đi vô thẳng vấn đề, không có ai nói đi thẳng vấn đề hết trơn á, toàn là có một cái lý do, một triệu lý do đi vòng vòng không nói thẳng vấn đề. Vậy thì tại sao phải mời lên? Bởi vì các bạn mời các bạn lên chẳng khác nào các bạn đang quảng bá thêm một cái sự vòng vòng đó thôi, đang quảng bá cho thằng Việt Cộng thì mình sẽ không mời. Đó là lý do tại sao mình không mời ai hết. Nếu mà hả mà lên mà chẳng lẽ hai bên cãi với nhau hả, là hả, thời gian này hả, không thể nào cãi nhau được, không có cãi. Mình rất thích là cái chương trình của dạo này á, mà mình hay vô để ý coi những cái chương trình của những cái người mà lên tiếng làm livestream đó, thì mình phải nói thật như thế này, mình không có bên ai, mà mình là người neutral ha, là một người đứng chính giữa đi, mình ngồi mình nghe, mình là một thánh giả, là mình ra một cái ý kiến như thế này. Đúng là một người nói rất là hay đó, làm thì đừng sợ, sợ thì đừng làm, rất là hay phải không? Là có những cái người livestreamer lên á, mời những khách mời nhưng mà họ không phản bác. Có nghĩa là thí dụ như bên anh Benny Trương đi, mời Tân Thái lên và Tân Thái hả bô bô ba ba nói là tất cả tội lỗi là do thằng Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Phú Trọng là thằng bán nước, Nguyễn Phú Trọng là thằng Tàu Cộng. Nhưng mà anh Benny Trương á lại không đặt câu hỏi, ủa tại sao đất nước Việt Nam chỉ có một thằng bán nước hay sao? Anh Benny Trương không có đặt câu hỏi, có nghĩa là không có phản biện lại mà chỉ ngồi nghe rồi gật đầu, ờ cũng đúng cũng đúng cũng đúng, nhưng mà không đặt câu hỏi lại để cho mọi người cùng nhau làm tham khảo hơn và nói rõ hơn, không đặt câu hỏi đó. Mình nói là cái thí dụ như vậy. Nhưng mà đặc biệt một cái chương trình của anh Nguyễn Võ Trung Trực nha, mình rất là thích cái này, mặc dù là anh rất là thô bạo đó, mình nói là mình phải nói thật như vậy, anh rất là thô bạo đó, anh nói là anh nói thẳng ra luôn đó, cũng mời khách mời lên đó, nhưng mà người nào đang nói câu nào ảnh nghe mà ấy hả không đúng, anh chặn lại cái đó liền tức khắc và anh phản biện lại liền, rồi anh đặt lại câu hỏi lại liền, mặc dù là anh rất là nóng tính, nhưng mà cách phản biện của anh, cách đó mà đối đáp với mọi người rất là nhanh, anh rất là hay cái chỗ đó, mình phải công nhận luôn, mình thấy là cái đó rất là hay. Nhưng mà những cái chương trình khác chẳng hạn như người ta mời lên đó, thì mình nói một cái thí dụ thôi, mình nói một cái thí dụ rất là nếu mà đã mời lên thì cái đầu óc mình phải nhạy, phải đối đáp nhạy và phải đặt câu hỏi lại tại sao người ta nói câu đó. Chẳng hạn như mình nói như vậy đó, là anh Benny mời anh Tân Thái và anh Tân Thái nói là Nguyễn Phú Trọng đổ hết tội lỗi với Nguyễn Phú Trọng đi, nhưng mà anh Benny gật gầu đồng ý thì cái đó đúng, đúng chứ không sao. Nhưng mà anh Benny lại không có đặt câu hỏi là tại sao mà đổ hết tội lỗi cho Nguyễn Phú Trọng, mà tại sao nguyên một cái bộ chính trị đó là từ Nguyễn Thị Kim Ngân, từ Trần Đại Quang, từ Nguyễn Xuân Phúc, rồi nguyên một cái bộ chính trị là mấy ngàn đảng viên, mấy triệu đảng viên đó, tại sao mà mình không có nói luôn mà chỉ nói một nhân vật đó thôi, không đặt câu hỏi như vậy để cho tiếp tục phân tích ra cho mọi người hiểu hơn là tại sao mình đổ thừa cho một người đó, không có đặt câu hỏi lại như vậy. Đó là mình lý do tại sao mình không mời, là tự vì mình thấy những cái người này là không có cái phản biện, không có một cái phản ứng nhanh như vậy, và không có một cái lời nào đặt câu hỏi và trả lời và biện luận và giải thích, không có, ngoại trừ anh Võ Trung Trực thôi. Đó là mình không có thích ảnh là nóng tính, mình không có thích ảnh là hả khi mà ảnh tức lên rồi là ảnh hét ảnh gào nha, mình không có thích cái điều đó, là tại vì mình không có cái thánh đó thì mình không có thích. Nhưng mà ảnh phản biện rất là hay, phải nói là như vậy, ảnh phản biện và ảnh đánh thẳng, ảnh nói thẳng, ảnh không sợ người đó là ai hết trơn, ảnh không cần biết cái người đó là ai hết trơn, ảnh muốn nói là ảnh đi thẳng như vậy. Là thành ra mình mới nói với các bạn là nếu mà khi mà mình mời một cái người nào đó lên thì mình phải biết đối đáp và mình phải biết nói như vậy, chứ đừng có mà mời lên rồi là cái hả người này nói rồi đi vòng vòng cái livestream dài mấy tiếng đồng hồ nhưng mà nó không đi tới đâu hết trơn á. Còn mình thì mình không có phải là mà mở một cái livestream lên để mà bàn luận hay là cái gì ha. Cái livestream của mình á là chỉ đưa ra những cái gì mà mình thấy, mình suy nghĩ thôi. Còn các bạn để mà hả
để cho các bạn nhận thức được và nhìn nhận cái gì đó, là mình góp ý kiến thôi cho những cái nhìn nhận của mình, bằng cách là mình nhìn thấy điều đó, mình nói điều đó, là các bạn có dùng được hay không thì các bạn dùng, còn các bạn dùng không được thì bỏ nó qua một bên, chứ không phải là cái livestream của mình mời những nhân vật lên để mà đối đáp hay là cái gì ha, là tại vì mình không có thời gian làm những cái chuyện đó, mình không, hoàn toàn không có thời gian. Đúng rồi đó, mình rất là thích những cái câu bạn nói là làm chính trị thì không sợ mất lòng, rạch ròi giữa hai lối đi, cái nào cũng phải rõ ràng, làm không làm thì thôi, làm thì đừng sợ, mà đi thì phải đi đúng đường, đi thẳng đường, mà khi mà nói ra thì có mình cho là mình là người nổi tiếng hay là hả mình là người có cái con đường chính trị hay đó, thì phải đi cho đúng, bằng không mình dẫn dắt một cái dân tộc đi sai đường. Trắng là trắng, đen là đen, đúng rồi đó, không có mà lập lờ lập luận hay là mình phải nói cái này, thay vì mình nói hàm mình giờ to phải chống thằng Việt Cộng, nhưng mà giờ không dám nói chống Việt Cộng, nói thằng chống thằng Trung Cộng, như là toàn dân nghe chữ chống thằng Trung Cộng ai cũng sợ hết trơn rồi, ai cũng sợ hết trơn, là cái đất nước của nó lớn hơn nước nước Việt Nam bao nhiêu hả lần, còn dân của nó đông hơn dân Việt Nam mình hả cỡ nào, vậy sao đi chống nó đây, thành ra dân sẽ không ấy đâu, không có, không có mà nghe mình nói được nữa đâu. Nếu mà mình nói một cái gì nó đi từ từ vô dân đó, mình phải nói cái nào, tại sao dân phải lên tiếng và lên tiếng bằng cách nào, thì mình đã chỉ các bạn hết rồi, một cái đơn giản nhất thôi. Bây giờ xăng đang tăng lên như vậy là các bạn đang bị bóc lột rồi, đang bị móc túi rồi, Đảng Cộng sản Việt Nam đang thò tay vô túi của các bạn, móc cái tiền của các bạn ra, vậy các bạn phản đối cái đó đi, các bạn phản đối cái thằng đang cướp thò tay vô cái túi áo của các bạn lấy cái tiền của các bạn đó, chỉ phản đối cái điều đó thôi. Mà họ đã nói là hả là tại sao mà phải phản đối, làm sao đoàn kết được hả, dễ thôi, dân trong nước ai là không xài xăng đúng không, ngoại trừ người đi xe đạp thôi à, ngoại trừ người đi bộ, người đi xe đạp thôi, còn toàn bộ dân Việt Nam đều phải xài xăng, có nghĩa là toàn bộ dân Việt Nam đang bị thằng cộng sản thò tay vô túi các bạn và lấy tiền của các bạn từ trong túi ra, vậy thì các bạn phản đối điều đó đi, nó rất là đơn giản như vậy đó, ai cũng phải phản đối như điều đó đó, bị ai cũng bị ăn cướp hết trơn á, người nào cũng bị ăn cướp, và cái người ăn cướp được bị nhiều nhất là cái người Sài Gòn, dân Sài Gòn 10 hả hơn 10 triệu dân phải không, hơn 10 triệu dân Sài Gòn, chỉ có người dân Sài Gòn ở thành phố Sài Gòn thôi nha là đã bị ăn thuế nhiều cỡ nào rồi, và nhờ hả là nuôi cả một cái bộ chính trị, nuôi cả một cái bộ trung ương luôn, vậy dân Sài Gòn phản đối đầu tiên đi, để làm một cái cuộc khởi đầu cho những cái nơi khác cùng nhau lên tiếng đi. Xăng điện nè, mấy cái phí này nó tăng lên quá cao, tại sao không ai lên nói, không ai lên phản đối, nó là cái đơn giản nhất và hợp lý nhất, không có sợ ai nói mình là hả phản động hay là không phản động hết trơn, mình đang bị ăn cướp, mình đang bị nó thọt tay vô túi áo của mình, nó lấy tiền của mình thì mình lên tiếng mình phản đối thôi, nó đơn giản như vậy, nó bắt nguồn một cái đơn giản nhất, nó là hả nhẹ nhàng nhất thì hành động, mà hành động một cách nào, lên tiếng là tôi không có muốn xăng tăng nữa, xăng tăng kiểu đó thì tôi là người bị hút máu, tôi là người bị ăn cướp, vậy thôi. Đúng rồi, đi bộ và đi xe đạp thì cũng phải xài điện, mà điện thì làm từ xăng thì ai cũng bị thiệt hại luôn hả, vậy là thôi, là vậy là mình sai rồi, vậy là ai cũng bị thiệt hại hả? Đi bộ và đi xe đạp thì cũng cũng phải xài điện phải không, thì là phải dạy, có nghĩa là đơn giản nhất, các bạn phải làm cách đơn giản nhất, đừng có suy nghĩ cái gì mà phải chống thằng Việt Cộng hay chống thằng Trung Cộng, không có cần, không cần những điều đó, chỉ là phản đối tăng giá xăng thôi đó, tăng giá điện thôi, chỉ có hai cái này thôi, là người dân nha, còn học sinh sinh viên chỉ phản đối là hả giảm cái tiền học phí xuống, chúng tôi không muốn tiền học phí như thế này, và môi trường của trường học không có được bảo đảm, là đang ngồi bê tông ở trên đầu rớt xuống chết học sinh, hay là mái cái quạt mái trên trần nhà rớt xuống chém đầu cổ học sinh, rồi hả học sinh thì đóng, phải bắt buộc phải đóng tiền ăn ở trong trong các trường học, khi mà học sinh không được quyền đem theo đồ ăn trong trường mà phải ăn đồ ăn tại trong trường, mà bắt cha mẹ phải đóng tiền như vậy, thì bây giờ chỉ phản đối những cái thứ đơn giản nhất, thực tế nhất, xảy ra mỗi ngày và mỗi giờ, và hả tại sao mà phải đợi tới thời điểm nào đó mới làm, mà tại sao không phải là ngày hôm nay, không phải là giờ phút này, bị gì ngày hôm để cái thời điểm đó nó mới cướp của bạn hay sao, không, giờ phút này hiện tại bây giờ các bạn đang ngồi coi livestream, các bạn dùng cái điện thoại các bạn cũng phải sạc pin vậy, các bạn cũng phải trả tiền vô cái điện thoại đó vậy,
các bạn cũng phải đóng thuế vô cái tiền đó. Vậy vậy là các bạn đang bị ăn cướp rồi, tại sao các bạn không có phải thực hiện là ngày hôm nay mà phải đợi tới ngày 30 tháng 4, hoặc là đợi tới cái ngày nào đó đặc biệt, cái ngày đó ta hả? Không phải. Nước, những cái nước khác họ phản đối, họ biểu tình, họ ôn hòa như thế nào là họ kéo, họ kéo dài, khi nào mà họ thành công thì thôi. Bây giờ như vậy, học sinh sinh viên phản đối tiền học phí, cha mẹ vẫn nuôi ăn được, chị đâu có bị mất việc làm, đâu có bị đói. Thì bây giờ toàn bộ sinh viên học sinh đi, sinh viên học sinh không là chiếm hả 30 triệu người rồi, 30 triệu người ở trong nước Việt Nam là sinh viên học sinh không đó. Là cái lượng sinh viên học sinh là cả 3 triệu người rồi, 30 triệu chứ quên, 30 triệu người rồi. Công nhân Việt Nam không nha, công nhân nông dân chiếm hơn hả? Như tàu Nguyễn Phú Trọng nói là 70% người dân Việt Nam là nông dân. Tại sao mà ngày hôm nay không giàu là 70% dân Việt Nam lại là nông dân, công nhân, người tàu Nguyễn Phú Trọng nói đó. Thì bây giờ phản đối đi, đứng lên phản đối, tôi không muốn nghe gì nữa, tại vì mấy ông cướp cái tiền của chúng tôi bằng cách là tăng thuế xăng, tăng thuế điện. Bây giờ hả, hả là phản đối những cái điều đó, nó đơn giản, thực tế nhất, nhỏ nhất, và không ai nói mình chống cộng hết. Và mình cũng không cần phải nói là đi chống thằng Trung Cộng nữa, không cần luôn, và cũng không cần học hiến pháp nữa. Có những là những cái điều này không cần cái gì hết, không cần phải học hiến pháp, không cần chống cộng và không cần chống Trung Cộng nữa, mà các bạn cũng làm ra một cái cuộc cách mạng rất là lớn cho chính các bạn, mà không ai làm hết. Các bạn nên nhớ như vậy nè, đừng có nói là mình đặt cái người trường hợp của mình cho người Việt Nam nha. Người Việt Nam mình á, người giàu nó không có khe đâu ha. Mình đã giải thích ra năm cái tầng lớp rồi. Tầng lớp thứ nhất là sinh viên học sinh, tầng lớp thứ nhì là nông dân công nhân, tầng lớp thứ ba là dân trí thức, trong đó có luật sư, bác sĩ, rồi nhà báo, rồi những cái người á, gọi là cho mình là trí thức đó, như là anh Biển Mặn là một trong những người tự lên tiếng mình là dân trí thức đó. Rồi tầng lớp thứ tư là tầng lớp tài phiệt, những cái tên đại gia, phải không? Tài phiệt là những cái người nhà đầu tư như là bất động sản, như là Hoàng Anh Gia Lai đồ này nọ đó, đó là những cái nhà nhân vật này ha. Còn tầng lớp thứ năm là tầng lớp hải ngoại đó, mình đã giải thích năm cái tầng lớp này rồi. Tầng lớp công nhân, học sinh và công nhân là tầng lớp mạnh nhất mà Đảng Cộng sản Việt Nam không dám đụng tới. Nếu mà có cái cuộc tổng biểu tình nào đó nổi lên, chỉ có là sinh viên thôi và công nhân nông dân thôi là nước Việt Nam có một cuộc đổi mới liền. Vậy vì những cái tầng lớp mà nhà giàu đó, từ dân trí thức cho tới cái tầng lớp thứ ba, thứ tư á, trí thức với lại hả tài phiệt nhà giàu, nó bỏ đi hết, nó sống được mà. Giờ tăng giá xăng, tụi nhà giàu nó cũng không ảnh hưởng, bị nó có tiền. Còn hả mà bây giờ nước Việt Nam có chuyển biến, tụi nhà giàu nó đã có sẵn cái đường đi của nó rồi, nó bay ra khỏi nước Việt Nam rồi, nó có chỗ đậu an toàn của nó rồi. Còn hải ngoại, nếu mà sinh viên học sinh cùng nhau xuống đường biểu tình để mà giảm học phí, nông dân hả đòi giảm tiền giá xăng giá điện thôi, chỉ là như vậy thôi đó, thì hải ngoại không gửi tiền về trong nước Việt Nam nữa, trong khoảng thời gian đó là đã có một cuộc cách mạng rất là lớn xảy ra rồi. Chỉ là cái đơn giản nhất, hành động nhỏ nhất, bắt đầu từ cái nhỏ nhất, đừng có mà nghĩ sâu xa hơn, đừng có để mà cái mình mà đặt vô trường hợp ô cái này quá lớn, cái này quá mạnh, tôi không làm được, một mình tôi không làm được. Nó dễ như vậy đó. Chỉ có cần một em học sinh nào thử đi, một nhóm cha mẹ nào đi, đứng tới kéo nhau tới trường học đó và phản đối là tôi, con tôi tại sao năm nay lại đóng tiền học phí cao lên như vậy. Chỉ cần đặt câu hỏi thôi, rủ người này đi theo, rủ người kia đi theo mình. Và bao nhiêu trường học, bao nhiêu bậc cha mẹ đều làm như vậy hết, thì những sinh viên học sinh đều sẽ làm theo thôi. Và sinh viên học sinh xuống đường và đòi giảm học phí thì cha mẹ vẫn nuôi con được đó, cha mẹ đâu có bị mất việc làm đâu, và sinh viên học sinh cũng đâu có bị cái gì. Tất cả những cái gì mình đã gửi tới các bạn thì cũng đã gửi qua rất là nhiều rồi. Các bạn phải nhìn nhận và nhận thức được mình phải làm cái gì và nghe những cái gì. Đừng có để cho một cái người nào đó, nhân vật nào đó. Các bạn có biết không, nước Việt Nam từ cái ngày có một cái thằng lãnh tụ gọi là Hồ Chí Minh đó, nó xuất hiện tại nước Việt Nam, thì đã đưa cái đất Việt Nam này vào con đường cùng rồi. Bây giờ các bạn còn đợi một hả, những cái nhân vật gọi là hả, lãnh tụ nữa xuất hiện nữa hay sao? Chỉ có phản đối giá xăng giá điện thôi mà cũng cần lãnh tụ nữa hả?
Cái đó là mỗi người dân cũng phải làm được mà, đâu có cần lãnh tụ mới làm phản đối giá xăng, giá điện hay là giá học phí đâu. Đâu có cần. Một cái lãnh tụ nó xuất hiện tại nước Việt Nam thôi, mà từ một cái quốc gia Việt Nam Cộng Hòa mà nó biến thành nước Cộng sản luôn là các bạn đã sợ chưa vậy? Mà giờ còn đợi lãnh tụ nó hay sao? Chúc các bạn một ngày thật là an lành và hẹn gặp lại vào dịp khác. Bye bye.